có bị loài cô hồn dẫn đi sai đường không? Công đức bị vô đen là do thần quản lý vậy. Công đức mình còn sống á, thì cô hồn nó không có làm gì được đâu. Nhưng mà do thần quản lý, nhưng mà cô hồn mình muốn cô hồn nó dẫn đi á, thì mình cầu đến nó thì nó dẫn đi, còn nó không cần thôi. Cái thế giới này là của thần quản lý, còn cô hồn ăn theo. Khi nào mình nhờ tới cô hồn thì cô hồn sẽ dẫn mình đi. Nên nhớ một điều, vì thế mà cái Thiền Tông ra đời nó để nói rõ rằng cái nhiệm vụ thần là cái gì, cô hồn là cái gì. Phải quan trọng nhất, con người của mình đó là nó chết là chết vì cái tưởng. Vì thế mà mình không có sử dụng cái tưởng đúng nơi, đúng đúng mức thì chắc chắn bị cô hồn nó lừa. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi 2. Khi mình đến các đám tang, ngồi uống nước và ăn uống thì nước uống có bị nhiễm âm lực hay không? Gì con lập rõ là khi đến các đám tang á, mà mình ngồi ăn với uống nước trà á, thì cái nước uống đó nó có bị nhiễm âm lực không? Âm lực có nhiễm âm lực. Lực. À, khi mà mình đi đám tang á, mà mình ăn bánh hoặc uống nước trà ở đám tang thì có bị nhiễm âm hay không? Bánh nước đó thì khi nào mình nên nhớ rằng ăn cái gì phải nóng hoàn toàn. Vì cái loại âm nó không ăn nóng được, nó sợ. Nó đợi cho, nó ngửi chừng nào mà hết mùi á thì bắt đầu tới nó đó. Mình phải để ý tới như này. Cái loại cô hồn nóng nhiều quá thôi. Chỉ có loại thần á, ha, nóng nhiều nó mới nó ăn thôi. Vì thế mà thần nó ngửi cái gì đó, nó ngửi gần nguội rồi nó mới thôi. Thôi xong rồi trả lại cô hồn nó ăn. Cô hồn nó tiếp tục, nó ăn thứ hai mà. Năng thứ hai cái thực phẩm, mình phải chú ý cái này mình mới hiểu là tại sao người ta cúng. Cúng mà tại sao mà khi mà cái thức cúng của mình á, nếu mình để bình thường nó lâu nguội lắm, mà cái thức cúng nó nhanh lắm, nó nhanh nguội lắm, mình nó hút mà. Cái loại vô hình nó hút. Thành ra tất cả mình đến mình ăn cái gì phải là nóng. Còn những cái bánh mà nó gói á thì ăn được. À, gói nó không có bốc mùi là được đâu. Ăn thường bánh mà bánh cúng á, thì phải là hơi nóng nó mới ăn. Còn nếu mà bánh công nghiệp á, nó không ăn được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo, loài thần và loài cô hồn có mong muốn cho giáo lý Thiền Tông được xuất bản không? Hoàn toàn không có. Là gì á? Thần thì cho nha, cô hồn hoàn toàn không cho. Vì cái giáo lý mà nó ra rồi thì nó không còn cúng nữa. Thần không có ăn cái cuộc cúng đâu. Thần là bởi vì nó đúng ra người ta quản lý, giống như mà mấy người ta đi làm nhà nước rồi đó, lãnh lương là xong thôi chứ không có cần. Còn cái mà không có lãnh lương là ai? Là mấy ông lang thang đó, làm chuyện này chuyện kia để người ta cúng cho mình. Chứ thần không ăn cái này đâu. Thần ta có cái riêng, cái đẳng cấp riêng của người ta. Vì thế mà giáo lý khó ra lắm. Ta thật giáo lý không cách nào ra được. Bởi vì nói ra thì người ta không còn cúng nữa rồi sao đây. Vì thần thì không ăn cái này, cô hồn mới tới cái này, thì bắt buộc giá nào phải cản trở cho nó không cho ra cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Trước khi mất 3 ngày mà con nhìn thấy màu vàng thì chắc chắn mình sẽ được trở về Phật giới không? Chết mà nhìn thấy màu vàng là người đó phải có công đức nhiều mới thấy được. Còn công đức ít á thì chắc chắn là các loài cái loài mà nó giả nhiều nhất là cái gì? Là con hồn. Nó lấy cái điện từ âm dương, nó tạo ra cái hoa tiêu. Nên nhớ là đạo hoa tiêu trong âm dương nó không có cái màu vàng, mà nó chỉ có màu trắng pha đen hoặc là trắng pha màu xanh, màu gì đó là của thế gian này thôi. Còn cái hoa tiêu chánh gốc á, thì một vị Phật làm mới được. Vị Phật cũng lấy cái
cái điện từ quang trong cái âm dương, cũng như là ông cắt lọc ra, ông lấy được cái điện từ quang trong này. Chính điện từ quang là do điện từ âm dương, ở đây nó gọi là điện từ quang tổng hợp, nó quay thành ra, nó trở thành âm dương. Thành ra ông Phật có cái nhiệm vụ là muốn làm được cái hoa tiêu này thôi. Vì thế mà trong lịch sử Phật giáo có cái câu chuyện, cái con ngỗng chúa nó uống nước, nó uống sữa đó nha. Con ngỗng chúa uống nước, uống sữa, uống nước đục cỡ nào, nó uống nước trong thôi, cho nên hoàn toàn đục nó thải ra hết. Con ngỗng chúa mới làm được cái này thôi. Vì thế mà một vị Phật muốn tạo cái hoa tiêu thì phải lấy điện từ quang trong điện từ dương tạo thành một cái hoa tiêu, thành nó vàng sáng. Mình phải chú ý chỗ này. Vì thế mà cái người mất á, phải khi mà phải xem cho kỹ rồi nè. Bởi vì cái hoa tiêu đầu tiên á, nó là gì, cái màu nó màu trắng, màu xám, màu gì đó không đúng, nhưng mà phải đúng về cái màu vàng. Nhưng mà cái màu vàng sau cùng qua chừng cô hồn nó đẩy cái hình ảnh vô. Thứ nhất nó đẩy hình ảnh Phật nè, Bồ Tát nè, coi chừng cái đó. Mình làm mấy người ta làm ở đó. Vì thế mà mấy người tu mà niệm Phật họ làm ở chỗ này. Niệm Phật thấy Phật, niệm Bồ Tát thấy Bồ Tát liền. Thiền tông mới giải thích cái này thôi. Mà bây giờ ai dám nói cái này? Thì bây giờ đạo thiền kêu bằng quyền ký công bố ra rồi, tôi có bổn phận nói cho rõ thôi, để người ta biết rằng thế giới này thần nhiệm vụ gì, người nhiệm vụ gì, ngạ quỷ nhiệm vụ gì. Đây là quan trọng nhất để giải quyết vấn đề đạo Phật thiền tông. Còn đạo khác không dám nói, kể cả đạo Phật mà năm cái pháp môn trước cũng không dám nói. Đây là chỉ nói trong phạm vi đạo Phật thiền tông phân tích ra, để cho người tu theo đạo Phật thiền tông biết cái đầu giả, biết cái nào thiện, biết cái nào của loài nào. Đạo Phật thiền tông có cái nhiệm vụ này thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo: nếu con nhìn thấy màu vàng sáng trong rồi, có thể nói cho người bạn cùng tu thiền tông biết được không? Dạ, lặp lại. Dạ, trước khi mất 3 ngày á, cái người này thấy cái màu vàng sáng trong á, người này đem nói lại cho một cái người bạn đồng tu của thiền tông được không? Bây giờ những người mà sắp chết á, 3 ngày trước mà thấy cái gì nói được. Để chi? Tất cả những người người ta hiểu mình đó, người ta mới thăm, kêu mình góp ý với mình để mình nhớ lại. Mà nên nhớ rằng khi mà mình được truyền thiền, cái bài dặn dò phải học cho kỹ, học cho thuộc lòng thì nó không làm mà. Còn nếu mà không học mà ba chớp ba nhán vẫn làm như thường. Thành ra mình được quyền góp ý, nhưng mà bởi vì khi mà cái trung ấm thân bắt đầu nó ra thân tứ đại rồi, thì thân tứ đại mình cứng rồi, nó không nói được. Nhưng mà đặc biệt có cái chỗ này nha, cái người nào á, mà trong gia đình nếu mà mình tu thiền tông, có người nào mà tu cái đạo khác á, tất cả đạo khác đến giúp mình không được. Nếu mà người đó có công đức hoàn toàn không giúp được, là thần, cái thần quản lý nó không cho. Mà như mình phải cương quyết cái này. Cương quyết có nghĩa là mình đi theo thiền tông rồi thì mình các kể cả đạo Phật, các pháp môn khác lại giúp mình không được, thần không cho. Đây là mà phải cái thời buổi mà quyền ký công bố ra nó mới hiểu được cái này, để chú ý cái này. Vì thế mà người tu thiền tông rồi phải dặn dò người gia đình, tất cả đạo khác phải không được xen vô. Trừ trường hợp mình mất rồi đó, muốn làm gì làm. Khi mà cái trung ấm thân bị dẫn đi rồi đó, thì ở đây muốn làm gì làm. Chứ còn trong cái lúc lâm chung hoàn toàn không cho đạo khác xen vô. Vì đạo khác là nó nằm ở trong thế giới này, mình phải chú ý cái chỗ này, để chiều lòng cái người mà, cái người ở lại. Khi xong rồi, một hai giờ sau muốn làm gì, muốn cúng tụng cầu xin lại gì không thành vấn đề. Khi trung ấm thân đã xuất rồi
Thứ nhất về Phật giới rồi thì thôi, ở đây muốn làm gì làm, phải chú ý tới cái chỗ này. Rồi hỏi tiếp đi. Con là một Phật tử ở Hà Tĩnh. Con muốn hỏi là năm nay 93 tuổi, rồi con tu theo Thiền Tông. Con muốn cốt của con để gửi trong chùa Phật Thiền Tông được không ạ? Không cốt á. Bây giờ tất cả những người tu Thiền Tông mà có giấy chứng nhận của chùa được quyền hết. Về chùa không tốn một đồng nào, nên nhớ là không có tốn một đồng nào. Thế có phải có giấy được, có giấy chứng nhận. Chứng nhận là Phật tử, Phật gia, Thiền gia. Để chi ta sắp xếp theo cái thứ tự Phật gia nó một khu, Phật tử một khu, Thiền gia một khu. Rồi mấy cái này bây giờ là trong vòng 1-2 tuần nữa là bắt đầu người ta xây rồi đó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ. Con là một Phật tử tên Nguyễn Lâm ở Hà Nội. Câu hỏi như sau: Đức Lục Tổ Huệ Năng có nói Thiền Tông ra đợt pháp phá Tà Tông, vậy bác giảng rõ cho con hiểu cái Tà Tông ở đây là như thế nào ạ? Mình phải hiểu cái Tà là nó không đúng, Tông là cái tông làm không đúng. Kể bây giờ nó cái chữ tông này là cái đạo Phật là mục đích là gì? Giác ngộ và giải thoát, có hai cái khâu này thôi. Mà bây giờ mình dạy người ta đi lên cực lạc để giải thoát là Tà Tông. Tôi nói thật, đó là đẳng cấp cao nhất mà còn bị xếp vào Tà. Thì có chuyện cúng tụng lại lục cầu sinh là dẹp hết. Nên nhớ rằng Tà Tông lên thiên đàng ở vẫn còn Tà Tông. Thì hỏi gì chứ mấy dưới này, nước cực lạc cũng được xem vào Tà Tông. Thì suy nghĩ đi, rồi những người thành quả nơi trái đất này có là chánh tông được không? Lục Tổ đã nói trước rồi, Thiền Tông ra đời phá tất cả Tà Tông. Phá tất cả Tà Tông chứ không phải một đâu. Cái gì ngoài ta tìm Phật ắt theo Tà. Theo Tà phải đi trung lục đạo, đi trong lục đạo biết kiếp nào ra. Nói cái câu này Đức Phật ổng đã dạy, ông Lục Tổ cũng đã hiểu được cái câu này. Vì thế mà Lục Tổ mới nói là tất cả ngoài ta tìm Phật là Tà Tông. Rồi câu hỏi tiếp. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Giáo lý Phật trình ra và giáo lý Phật Thích Ca và giáo lý các đời Phật khác dạy có giống nhau không ạ? Đạo Phật có một giáo lý thôi chứ không có đời đạo. Đạo khác không nói, đạo tiên thần thánh không nói nha. Đạo Phật có nó hai căn bản, một là dạy công thức tu để đi theo quy luật nhân quả luân hồi, và một công thức dạy về giác ngộ giải thoát. Giác ngộ giải thoát mới có là giáo lý thôi, còn tất kia các từ tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú, rồi giáo kinh, nhớ là giáo kinh không giáo lý. Hiện giờ chúng ta sinh hoạt các chùa đây gọi là sinh hoạt giáo kinh, giáo lý hoàn toàn không có. Giáo lý chừng nào quyền ký công bố ra được thì giáo lý bắt đầu mới cho ra. Nếu nhà xuất bản tôn giáo mà cho xuất bản thì giáo lý mới được ra. Nhưng mà xuất bản này không phải là nhà xuất bản cho phép được đâu, mà phải dưới sự đồng ý của rất nhiều cơ quan. Vì cái giáo lý này nó động tất cả nhiều thứ, thành ra bắt buộc nhiều cái cơ quan phải hợp tác lại đồng ý không mới được. Chứ để rồi nhà xuất bản mà ra rồi cơ quan kia nó không chịu rồi nó khiếu kiện khiếu nại thì không được. Ông Phật không muốn cái giáo lý đi ra thì phải tất cả những người có liên quan phải đồng tình mới cho ra được, còn không thì thôi để cho ông Phật sao. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Câu hỏi tiếp theo. Cho con hỏi 14 điều răn của Phật dạy là có thật không ạ? 14 điều răn của Đức Phật dạy.
14 điều răn. Cái này là ông Phật không có răn. Đạo răn là đạo Thiên Chúa chứ là gì? Chứ đạo Phật không có răn. Bảo thật mấy điều, mười mấy điều dạy thôi chứ không có răn. Điều răn tức là con người trên, răn đe người dưới. Mình phải hiểu cái văn từ điều răn là của Chúa nên chứ đạo Phật là dạy thôi chứ không có răn ai hết á. Dạy nghe không nghe thì thôi chứ không có răn ai hết á. Rồi hỏi tiếp. Cho con hỏi 10.000 năm sau thì huyền ký có được công bố tại nước rộng không ạ? Cái này hỏi hơi quá. Bây giờ lo giải quyết tại chỗ nè. Trong vòng 1-2 năm nữa có giáo lý có ra được không? Cái thâu cái chuyện thế hệ của Ma Vật La 10.000 năm thôi mình đừng có nói. Mình lo tại chỗ nè. Lo nhà mình đang dột nè, là chống dột đi. Chứ đừng có hỏi xa quá. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Những lần giải đáp trước bác có nói huyền ký là được công chưa được công bố thì các vị tổ không ai được giải thoát. Tại sao các vị tổ nắm huyền ký mà không được giải thoát ạ? Tổ có cái nhiệm vụ đi theo cái dòng thiền này. Đi cho đến khi nào huyền ký được công bố ra thì ổng mới giải thoát được. Ổng có cái nhiệm vụ yểm trợ này. Mà mình không biết ông nào đâu à, có nghĩa là tổ bắt đầu đi theo dòng thiền là phải đi suốt nơi. Khi nào quyền ký được công bố ra ông mới đi về đó. Nhiệm vụ ông mới xong. Tất thiệt cái chùa Tân Diệu này phổ biến ra không phải của mình tôi đâu. Nó nhiều người lắm nè, nhiều người xung quanh phụ lắm. Tôi không nói ai nhưng mà phải có người giúp tôi mới làm được. Chứ mình tôi mình mình một mình mà đá banh một mình thổi còi thôi không có làm được, phải có nhiều người. Rồi hỏi tiếp. Như vậy Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã giải thoát chưa mà ngài lại có danh hiệu là Phật Hoàng? Nói rồi cái hỏi gì? Danh hiệu dạ, Phật Hoàng hả? Dạ không có à, ông Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, ông được giải thoát về Phật giới chưa? Nhưng mà tại sao kêu là Phật Hoàng Trần Nhân Tông? Ngài Trần Nhân Tông có được giải thoát về Phật giới không? Giải thoát giờ Trần Tông là một ông tổ, làm sao giải thoát được? Ông tổ, ông có giúp ai được đâu. Ông cũng phải đi theo cái dòng thiền. 36 ông này phải đi theo dòng thiền, không phải chấm dứt tại đây đâu. Bây giờ nó còn dài dài 100 năm sau. 100 năm sau chứ không ít đâu. Ông tổ còn cực hơn, tưởng là ông về chứ sự thật ông còn cực lắm. Ông bằng cách nào ông phải đi theo để mà ông lo cái vụ này. Chừng nào xong hết, khi nào xong hết thì cùng nhau ta cùng về. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Nếu tu thiền tông chân chánh và có công đức thì có bị chết bất đắc kỳ tử không? Nếu tu thiền tông mà chân chánh á, rồi có bị chết bất đắc kỳ tử không? Tu thiền tông chết bất đắc kỳ tử hả? Bị chứ sao không bị? Ta nói mày cắt cái chùa còn khổ hơn, còn tu thiền tông còn khổ hơn. Thiền tông mà đi giúp người ta vậy, tìm công đức coi chừng. Giống như cầm con dao mà không có cái cán nó cho biết. Thì mình phải nói, bây giờ nói mới nói ra không dám nói. Tu cắt cái chùa, bởi vì tôi nói tại sao trên thế giới duy nhất có cái chùa nào dám cắt mà không dám cắt lớn. Tôi xin lỗi, hồi xưa tôi rút được sao không được, nhưng mà đâu dám đâu, đâu chưa chắc ăn. Cái này thì nó rút dễ ở, thấy không? Cái này tôi làm rất cứng mà không dám. Bởi vì thành ra vô đầu tôi đã nói là tu cất chùa hoặc tu thiền tông thì giống như là đem con cột về nhà nuôi vậy đó, nói cho biết vậy đó. Muốn sao thuần quá nó được thì nó giúp cho mình, còn không thuần quá thì nó ăn thịt mình luôn đó. Tu thiền tông có khó hơn cái tu vật lý. Thiền tông không ai ủng hộ hết á. Học trên thế giới người không ủng hộ thì cô hồn không ủng hộ luôn. Rồi sao ai ủng hộ đây? Em phải tự mình phải hiểu. Vì thế mà cái thiền tông nó có mấy chữ mà phải dạy 10 quyển sách. Tôi nhớ đâu, không phải dễ đâu. Có mấy chữ mà dạy tới 10 quyển sách. Ông Phật có mấy chục điều
trong giáo lý có mấy chục điều mà phải phải lập lừa này kia kia nọ, chứ đâu phải đơn giản đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thành ra khuyên thiền tâm phải cho kỹ, học cho kỹ, học cho hiểu, thành cho đúng, chứ đừng có đụng đâu làm đó là chết. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là: con học nghề y, chuyên ngành là ngoại sản, có trực tiếp nạo thai, phá thai cho những phụ nữ. Nhưng sau một thời gian con cảm thấy công việc này nó không không được gọi là ổn định, cho nên con chuyển qua làm khoa răng hàm mặt. Vậy thì bây giờ con tu thiền tông có bị ảnh hưởng tới công đức hay không? Ở thế gian này hành nghề gì cũng được hết, nhưng mà một điều, thứ nhất luật pháp phải tuân thủ. Thứ hai, hành nghề gì cũng được, nhưng mà nên nhớ rằng phải tạo công đức để sẵn. Mình về Phật giới là về bằng công đức, còn sống ở đây sống bằng luật pháp. Đừng có đem hai cái này vô. Có nghĩa là tu thiền tông một mặt, sống ở đây một mặt bằng luật pháp và nhà nước cho phép thì mình cứ làm, không cho thì thôi. Chứ đâu phải tu thiền tông không làm này kia. Thiền tông muốn làm gì làm, nhưng mà nhớ điều phải đúng luật pháp, đừng có trật luật pháp là được rồi. Còn muốn về thì phải công đức sáng. Còn ban đầu rồi nó tối kệ nó, nhưng mà giờ chót kiếm một hai người thôi cũng được về. Để chi? Cái công đức dù nó có tối là nó cũng bỏ đâu đó thôi, để dành nó thôi, chứ đâu có mất đâu. Rồi về bển nó vô trung tâm vận hành luân hồi, nó mà mã quá ra đem về bển xài thoải mái luôn. Ông Phật bao lớn kệ ổng, càng nhiều ổng càng lớn. Có vậy thôi, mình phải hiểu nguyên tắc này. Chứ đừng có so ro giữa cái thế giới vật lý và cái thế giới giải thoát này. Bởi vì ở trong thế giới này nó quay thì phải theo quy luật đó, quy luật nhân quả của nó. Luật pháp cũng làm, luật pháp nó cũng làm theo nhân quả, không gì khác hết rồi. Còn về bên kia nó điện từ qua, nó không có quay âm dương thì nó không có lo gì hết trời. Sống ở đây phải lo cho tròn ở đây. Muốn về phải tạo công đức sáng về. Phải sống một cái hiểu vậy thôi, chứ đừng nói hành nghề này. Tôi sẽ là bây giờ muốn coi làm gì làm, không sợ, không là luật pháp đừng cấm thì cứ làm. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo là tại sao khi một vị đã thành Phật rồi lại không quay lại giúp dòng tộc của mình để giải thoát, mà lại sang một trái đất khác để giúp người một cái dòng tộc khác? Rồi hỏi lại. Tại sao một vị Phật khi đã thành Phật rồi mà lại không quay lại giúp dòng tộc của mình để giải thoát, mà lại sang một trái đất khác để mà giúp những cái dòng tộc khác? Một vị Phật thành Phật rồi, mà không lại đây, không quay lại dòng tộc của mình để mà giúp cho những người của trong dòng tộc để mà giải thoát, mà lại đi qua một cái trái đất khác để mà giúp cho những cái người khác. Cái ông đi là cái phạm vi ở, ví dụ dòng thành Phật ở cái trái đất này thì nhiệm vụ phải lo cái này, nhưng mà điều ổng nếu mà giống như một người xã trưởng á thì cứ lo xã mình thôi. Quận trưởng phải lo mấy chục xã, tỉnh trưởng lo mấy chục huyện, chứ đâu phải. Có nghĩa cái đẳng cấp người ta khác. Chứ bây giờ một người nhỏ thì phải quản lý cái nhỏ, người lớn Phật vậy, Phật lớn Phật nhỏ. Bởi vì ta nói là Phật mà Phật con nó thì trở lại cái trái đất này thôi. Nhưng mà trái đất này á thì hồi xưa ổng có cái duyên với ai thì ổng mới quản lý, ổng mới giúp được. Còn không có thôi, ổng đi qua cái khác, qua khác để làm gì? Qua khác để không phải, có nghĩa là ổng nhìn thấy những gì ổng trợ giúp thôi, ổng có quyền trợ giúp. Chứ nếu ổng sanh ra đây, ổng tử trái đất này, thì bắt buộc phải ở đây. Nhưng mà không có, hết thôi, ổng đi qua chỗ khác để ổng tạo cái duyên khác. Ổng tạo đó là để gì? Ổng giúp để mà nói cho cái thần quản lý trái đất đó biết cái nhiệm vụ người ta vậy, còn quản lý chung. Những Phật trung, Phật đại, Phật lớn vậy đó là nó quản lý chung. Còn Phật tiểu, Phật con đó là quản lý từng cái hành, từng cái tam giới thôi. Bắt buộc ta phải đi chứ giờ không có chuyện làm, phải đi qua chỗ khác. Rồi câu hỏi tiếp đi.
Câu hỏi tiếp theo là vua Hùng Vương đời thứ 17 và hoàng hậu Lý Huệ Phương có công sinh ra công chúa Long Nữ. Vậy thì hai người này có đi theo dòng Thiền Tông để học theo công thức giải thoát hay không? Cái này là do cái phước thôi. Vua Hùng Vương với hoàng hậu thì đều có phước cưu mang một công chúa để phổ biến, thì nó không có giải thoát, nó không nằm trong cái giải thoát này được, là có phước để mà sanh ra Long Nữ thôi. Nên nhớ là cái phước, tất cả thế gian này có phước, còn muốn đi theo dòng Thiền Tông là phải mấy ông tổ thôi. Hoặc là sau khi công bố huyền ký này, nếu ông muốn trở về thì ông phải theo cái này, ông không còn kêu bằng hưởng phước ở thế gian này nữa thì ông mới về được. Còn nếu mà nên nhớ là hưởng phước, khi mà hưởng phước rồi á thì cái tánh con người nó phát ra cái ngã chấp. Cái ngã chấp nó phát ra rồi thì nó dẹp hết cái tin tưởng mơ hồ. Vì thế mà cái người mà phước cao không vô Thiền Tông được, phước cao vô Thiền Tông nó chịu không nổi. Tại cái loại nó vậy, cái loại vô phước rồi thì ngã chấp lên cao. Không có ông nào giàu mà không ngã chấp hết á. 100 ông giàu đều ngã chấp hết. Ngã chấp là nó xa với cái Thiền Tông này, nó không dám lại gần. Vua Hùng Vương là có cái nhiệm vụ sanh Long Nữ, vì ổng có cái phước cưu mang một vị kiểu bằng một vị Phật tương lai, chứ không phải nhỏ đâu. Long Nữ là một vị Phật tương lai, mà không phải, bởi vì Phật mà đứng ra giáo hóa nó khác, một Phật mà trở về Phật giới nó khác, gọi là Phật bình thường. Còn Phật giáo hóa cái nhiệm vụ nó khác, 10.000 năm mới có một vị Phật giáo hóa thôi, chứ không có lòng thứ hai. Mà nên nhớ rằng Phật ra đời phải là người nam, người nữ không thành Phật được. Người nữ chỉ là trở về Phật giới thôi, hoàn toàn. Vì thế mà tôi nói thật là người nữ mà tu cao cỡ nào cũng không thành được, là vì nó âm, muốn về Phật giới âm thầm về được. Chứ còn bởi vì cái thế giới này là gọi là âm dương, cái dương nó mạnh hơn âm. Một người nữ mà lên làm Phật không ai nghe nó kẹt cái chỗ đó. Dành ra tất cả vị Phật phải là người nam. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là: lúc trước con nghe thầy nói khi mà tu Thiền Tông thì mình không huân tập vào tàn thất của mình nữa, nên mình hay quên. Nhưng gần đây thầy lại nói người tu Thiền Tông mà hay quên là tu sai. Vậy rốt cuộc là như thế nào, xin thầy giải thích giúp ạ. Tu Thiền Tông mới á, bây giờ tu mới tập vô làm sao? Phải kêu vô, phải tập từ từ, phải giữ đi cái nề nếp của nó thì mới tu Thiền Tông được. Mà khi đã chuẩn rồi không cần. Bây giờ tôi nói thí dụ vậy, giống như cái hồ mà mấy người đi học lái xe đó mới sao, phải có ông ngồi kế bên chạy cho đúng nha. Còn khi mà tốt nghiệp rồi muốn lạng lách làm gì làm, nó bây giờ vô đầu mà biểu lạng lách thì chết rồi, làm sao được. Thành ra khi nào thuần tục rồi muốn làm gì làm. Thì Thiền Tông nó cũng vậy. Thiền Tông bởi vì dạy có ba cái khâu, mà tại sao phải dạy đủ thứ? Ham muốn công đức về có vậy thôi, mà mới vô ham nói như vậy thôi trốn mất hết. Thành ra phải viết sách rồi nói đủ thứ hết. Bởi vì thành ra sau cùng tất cả các nhà, các cái nhà cũng vậy, dơ tùm lum, sau cùng dẹp hết đi lấy cái nhà xài thôi, chứ không lẽ các cái nhà có vàng giáo rồi cũng để đấy luôn. Thành ra Thiền Tông vậy, khi đã làm xong rồi dẹp hết, tôi xài cái nhà thôi, vàng giáo bỏ. Nó ủa tại sao vàng giáo bỏ? Hồi đó dạy tôi biểu làm cái này làm kia, mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Vì thế mà ông Phật ra đời ông dạy năm pháp môn, sao biểu bỏ đi lấy cái pháp môn này rồi mới chửi ông. Rồi bây giờ đây cũng vậy, ban đầu tại sao ông dạy tôi giờ dần biểu bỏ là sao? Mình phải hiểu, ta dụ mình đi từ từ vào tại mình lấy vậy thôi, chứ sau cùng cũng lấy hết thì làm sao. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa thầy, có trường hợp nào công đức bị bôi đen từng phần và trường hợp nào công đức bị bôi đen hết hay không? Bôi thì bôi đậm, bôi lợt chứ không có từng phần.
điện mà nó nhộm nhộm một chút xíu rồi nó đen, mà như em để càng lâu nó còn đen đậm và thôi chứ không có từng phần nữa rồi, nhôm là nhôm mất luôn, nghe không? Dày mỏng thôi chứ không có từng phần. Rồi hỏi tiếp đi. Đạo tiên là dạy tu thành tiên là lên nước Tịnh Độ ở hay là lên nước Bồng Lai tiên cảnh ở? Tiên này có hai loại, tiên mà lên nước Tự Lạc ở là gọi là tu Tịnh Độ, phải tiền thật nhiều nha. Bên trên là tiên nè, tiên ở đây là tiên kêu bằng giống như du lịch nước ngoài vậy đó. Anh du lịch nước ngoài phải có tiền vé máy bay, qua bển xài cái gì. Ha, là tiên ngoại đó, là tiên trên trời đó. Còn tiên nội rồi anh vô cái dùng nào sạch sang trọng anh ở thôi. Là trái đất này cũng là tiên, ở trái đất này tiên có trái đất này, nhưng mà tiên trái đất này nó khác tiên ở trên kia. Tiên trên kia gọi là tiên xuất ngoại, tiên ngoại quốc. Còn tiên mình là tiên nội địa, nó rẻ tiền hơn, có tiền đi xe, nó không bằng tiền máy bay nó mắc hơn. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa thầy, tại sao khi mà mình gật đầu vào người có người âm dựa thì công đức của mình lại bị bôi đen? Tại sao khi mà mình gật đầu người âm có người âm dựa đó thì lại mình công đức lại bị bôi đen? Giờ con suy nghĩ nè, hai người đang nói chuyện, bắt tay nói chuyện ai rầy mình, cúi đầu thấp hơn ông lấy tay ông rờ mình, có nghĩa là mình phúc người ta, thì nó được quyền mà. Ta ban phước cho con, nó ban cái gì, nó ban màu đen rồi phước đen thùi đó, phải hiểu cái nguyên tắc này. Có nghĩa là hai người song song nhau, hoặc là mình cao hơn cũng được, nhưng mà cao không chịu cao khum xuống. vừa khum lên nó rờ đầu mà rồi. Thì những cái gì, cái rờ đầu là người âm, âm là cái gì, là điện từ âm, nó rờ vô là cái trong người mình có cái gì nó đèn hết. Mà thứ nhất công đức nó bôi đèn trước, cái phước đức xài thế gian này mình có công đức, ở phước đức bị bôi đen cũng không sao, là vì ông thần không biết. Vô có đèn lên tỉnh nó cũng xài được, thấy không? Phải hiểu cái nguyên tắc vật lý thế đất này, sống đây phải sống bằng mình theo đạo Phật, và phải hiểu hai cái câu này, nhân quả luân hồi, phải hiểu cái câu này. Đạo Phật là đạo nhân quả luân hồi, mình không hiểu hai cái danh từ này thì mình chết. Không hiểu rồi cái mình ngồi tưởng tượng đủ thứ hết. Bởi vì ở đây đạo lập ra mà không có cái linh thiêng là không ai tu. Nói thật, từ đi đình, đi miễu, đi chùa, đi nhà thờ, không linh thiêng không ai đi. Mà nên nhớ, và Thiền Tông nói linh thiêng là gì rồi. Cho nên tu chỉ nói linh thiêng thôi, Thượng Đế ban, Chúa ban, Phật ban cũng nói, ai cũng ban tôi cũng nói. Tất cả tôn giáo ở đây là phải linh thiêng mới tu, không linh thiêng không ai tu hết. Chứ lỗi tới cái chùa đó mà không linh không ai tới, cái miễu cũng vậy, không ai linh không ai tới. Mình phải hiểu cái thế giới này nó là vậy. Bây giờ Thiền Tông ra đời nó phân tích rằng từ nơi một đình miễu nhà thờ chùa nó nói hết, nó cho biết thôi. Còn mình tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, ai muốn tu gì tu, không ai ép ai hết. Ủa giờ tôi muốn lên trời, tôi không muốn giải thoát, rồi ép tôi sao được? Ủa muốn lên trời lên ai rầy mình, muốn lên Cực Lạc lên ai rầy mình. Nhưng mà đi đâu nó phải có công thức đó. Anh đâu muốn lên trời ở tự nhiên anh khơi khơi lên được đâu. Mẹ có giống như đi du lịch nước ngoài, muốn đi phải đúng cái thủ tục đó mới đi được. Thiền Tông ra đời lại nói để mà chuẩn hóa lại tất cả những cái gì mà từ ngày xưa ông bà mình làm sai. Tôi nói thiệt, từ khi Quyền Ký công bố ra thì người ta mới hiểu công đức là cái gì. Chứ ngày xưa hỏi công đức không ai biết đâu. 10 người nào cũng nói, mỗi người nói một kiểu. Giờ Thiền Tông ra đời ta mới gọi là nói hết lại, gọi là chuẩn hóa. Đầu tiên tôi nói là chuẩn hóa Thiền Tông thôi, chứ sự thật trong đó nó chuẩn hóa nhiều thứ đó. Rồi hỏi tiếp đi. Có trường hợp nào mà người tu Thiền Tông mà vẫn bị người âm dựa hay không? Vậy chứ người này có bị bôi đen công đức hay không? Lặp lại. Dạ.
có trường hợp nào người tu theo thiền tông mà vẫn bị người âm dựa hay không, và công đức có bị bôi đen hay không? 100 người có hết vậy. Thu thiền tâm là một mặt, tạo công đức là một mặt, còn người âm dựa là một mặt. Tu thiền tông mà cứ đi cúng đi lại đi cầu thì nó dựa rồi. Có nghĩa là dựa không là do mình. Đã mình hiểu cái nguyên tắc thế giới này rồi, tại sao mình không áp dụng? Bây giờ tôi thấy là có nhiều thiền gia bây giờ đi học cái nghề gì đó, cái nghề đủ nghề được báo cho tôi biết, tôi nói tốt không không sao đâu, hỏi có công đức cái bồ đề, nó không có đâu, nó nhộm mà chứ không có đâu, đâu. Nó bôi tôi còn cạo được cái nhộm nó dính cứng đâu á. Đã tu ta nói rồi thì bây giờ nếu mà không ấy thì thôi, đi muốn làm nghề gì làm, vô tụ tiên tông rồi là Phật thiền gia rồi, còn đi học cái nghề, cái nghề coi cõi âm chết thì sao? Thì có nghĩa là anh làm nhà nước đừng cấm anh thì thôi, không có rầy. Thiền tông không cấm ai cái gì hết, ai tôi chỉ rõ rồi anh muốn làm gì làm nha, nó tự do tín ngưỡng mà. Bây giờ chứ đâu phải mà nó tu thiền tông bỏ, không có bỏ, anh muốn làm gì làm, nhưng mà tôi chỉ rõ rồi anh muốn thực thi thì thực, còn không thực thôi, chứ không có cấm. Chứ tôi chỉ có bổn phận là nói ra thôi, nói ra phân tích nó vậy vậy thôi, chứ còn làm không, tôi không góp ý vô được. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là, trong lời dặn dò có nói công đức và phước đức bằng nhau, sau khi chết thì sẽ thấy một bầu tròn nửa trắng nửa vàng, vậy chứ bầu tròn này là gì? Bầu tròn này á, nửa xanh nửa vàng á, là sao? Một phần công đức nó hiện ra, một phần phước đức âm hoặc phước đức dương nó hiện ra. Cái bầu vàng này nè, là nó lấy được bao nhiêu phần trăm. Vàng có nghĩa là mình không phải là nghe nó chữ vàng thôi, chứ sự thật á, mà vàng trong suốt không có gì xung quanh, đó là hoa tiêu của một vị Phật tạo ra. Còn cái mà cái hoa tiêu mà nửa trong nửa vàng, đây là do phát ra của cái công đức, tự công đức nó phát ra. Nó bên ngoài nó vẫn còn một lớp nhân quả, thì vì thế mà nó không có sáng được, nó vàng mà không sáng được. Còn một bên màu đen hoặc màu xanh hoặc màu trắng gì đó là do cái nghiệp của mình. Ví dụ bên đây công đức, phước đức dương thì nó màu sáng, phước đức âm thế là màu sáng đen, bởi nó rất nhiều màu chứ không phải ấy đâu. Thì cái đó là mình phải hiểu, bởi vì trước khi thắc mắc người ta hỏi cái hoa tiêu này nó xuất hiện bởi chất liệu gì. Hoa tiêu xuất hiện tại cái nơi trái đất này là nó xuất hiện bằng điện từ âm dương. Nó pha cái gì trong đó, nó pha công đức nó khác, rồi bên này nó pha phước đức dương khác, phước đức âm khác, ác đức nó khác. Nó giống như cái nước sơn đó, từ cái màu trắng pha chút vàng, pha phút đỏ, phút xanh nó ra khác. Mà cái này là chỉ nói căn bản cho mình thôi, nhưng mà sau cùng người ta chỉ cho mình biết rằng hoa tiêu sáng trưng là của một vị Phật, xung quanh không có ai hết, đầy hoa tiêu thật. Còn xung quanh có thì coi chừng, nhiều phe, ông bà cũng một phe, thần cũng một phe, cô hồn cũng một phe, rồi làm sao đây? Mình phải hiểu cái này. Thiền tông khi người lớn tôi học mà lâm chung phải kiểm cho kỹ cái hoa tiêu này, còn không hiểu kỹ thì mơ. Ông tổ mà còn chết vì cái hoa tiêu kêu bằng mấy ông thật, kêu bằng cô hồn dụ ổng á. Nó lịch sử là ghi rõ ràng, tổ U Ba Cúc Đa là vị tổ thứ tư thiền tông còn bị, cũng vì cái tưởng ham thấy, hay là ham thấy ông Phật. Ham thấy Phật thì là gì? Vô ma ba tầng nó hiện ông Phật cho thấy lại liền. Nếu mà ông về Phật giới kiểu này là ông chết liền á, nhưng mà nhờ ông còn tỉnh lại, ông đi theo dòng thiền tông, có nghĩa là nói cho ông biết rằng ông là thật đó, ông là tổ đó, mà ông còn chưa hiểu được. Vì lúc đó ông đâu có ai công bố cái này ra đâu, cái quyền ký vẫn, cái giáo lý vẫn âm thầm đi theo, không hoàn toàn, tất cả các vị tổ không được mở quyền giáo lý ra luôn, nói thật. Mà cái quyển giáo lý này nó không phải viết chữ bằng thường, tại vì bây giờ khi tờ văn minh ta mới nói, khi quyển giáo lý viết ra
trong cái tờ giấy, người nào đụng tới nó có hình, có chữ, còn nào không đụng thôi. Vì thế mà cái câu bất lập dân tự, người ta không hiểu như thế nào, tưởng là không phải không giết. Và vì thế mà trong cái quyển mà, trong cái tiêu ký nó có nói là kinh vô tự. Đó là cái chuyện, cái giáo lý của nó, kinh vô tự. Có nghĩa là người nào nhận được cái này có duyên thì nó hiện chữ ra, còn không có mất luôn. Nó là vậy, chứ không phải bây giờ, không phải là cái, nó là một cuốn sách thôi, nhưng mà đều cái người đúng của nó hiện ra, còn không có. Thì nó ở cái này là bất lập dân tự, cái sách nhau có tự gì, không có dây, thì đúng rồi. Thấy không? Không chữ mà lại đi theo dòng thiền tông, nó khó, nó chỗ đó. Quý người ta mới đem đi, chứ không chữ sao ta dục mẹ hết rồi, tại sao đi theo dòng thiền tông? Tại ta không hiểu bốn cái câu đặc biệt của cái Đức Phật. Khi cái câu chuyện này là do ông Xá Lợi Phất, ông tức, ông hỏi ông Phật chứ tại làm sao mà con á, con chửi Như Lai mà Như Lai giúp cho con thấy được cái bên kia. Ông nói, ông chửi đây là cái thế giới vật lý, ông giàu, cái người giàu kiến chấp dữ lắm, ông giàu nghe ai nói trật chửi cái cốt giàu mấy đời nó vẫn còn. Nhưng mà như biết Như Lai nói đây là tại cái tánh người, cái người giàu kiến chấp, ông đã từng kiến chấp giàu, nhưng mà ông tặng cho ta, ông hồi xưa ông bố thí cho người ta đó, các Phật hay là bố thí để mà in kinh sách về giải thoát. Tới nhiều ông cho hết, ông cho là cho gì, cho đẳng cấp người giàu, cho cấp ngã của người giàu. Nhưng mà vô tình những cái tiền này nó có công đức, nó kéo vô cho ông thôi. Bây giờ Như Lai thấy 1250 người này duy nhất thì ông có thôi, mấy chị không có chút xíu nào. Mấy kêu phước đức không, vì phước đức mà nghe dạy giải thoát chửi liền. Ông cũng làm cái dạng này. Cái giáo lý này xuất phát từ cái lời hỏi của ông Xá Lợi Phất, cái quyển giáo lý này mới được viết ra. Khi viết ra rồi đó thì ông Xá Lợi Phất xin ổng, ổng không được, ông muốn theo phải đi theo cái dòng thiền tông. Ông lấy đó ông muốn giải thoát theo dòng thiền tông á. Vì quyển sách này ông thấy không, Như Lai viết rồi đó, nó còn đâu thấy chữ nào đâu. Ông không thấy, nhưng mà Như Lai có chữ rồi, ông không thấy. Vì thế nó là bất lập dân, sách này không có, không dân tự vậy đó. Nhưng mà tới Long Nữ có, chào cho Long Nữ, ông thấy. Vì Long Nữ đã học rồi, đã học trước đó mấy chục năm rồi, thì tới Long Nữ cầm ra nó hiện chữ rồi sao. Vì thế cái cốt truyện ở trong Tây Du Ký nó rất đúng vô học, nhưng mà nó không giải thích được lý do tại sao kinh vô tự. Kinh vô tự chính là cái quyển giáo lý này, giống có gì lạ ra đây. Rồi hỏi tiếp đi. Con có đến chùa thường xuyên và con gặp có một trường hợp như sau. Một người đạt được yếu chỉ thiền tông, người này không thích ngồi, không thích nghe thầy giảng, mà cứ thích chép lại thành quyển tập. Vậy chứ người này làm việc gì? Hỏi lại, hỏi. Con có đến chùa thì con thấy có một người không thích nghe thầy giảng, cũng không thích ngồi ở chánh điện, mà cứ nghe thầy giải đáp rồi chép lại vào một quyển tập. Vậy chứ cái người này làm việc gì? Này, ông người này là học cốt tủy đạo Phật. Chứ không phải học đến đây nghe giải đáp gọi là học cốt tủy đạo Phật, không phải học về văn học đạo Phật. Chính cái người này rất không mất thì giờ nhiều mà thành quả rất cao, tôi nói thiệt cả luôn á. Rồi hỏi tiếp đi. Con là Phật tử Đỗ Hanh Thông ở Bình Phước. Con có câu hỏi. Con người có cái sợ thì cái sợ đó có làm cho công đức bị bôi đen không? Mấy đạo hả? Cái sợ của tánh người. Mấy sợ. Cái tánh người là tất cả những người sợ hoàn toàn không tạo công đức được. Có cũng mất, có cũng mất. Cái chữ sợ là gì? Âm. Điện từ âm nó ép nhiều quá, vô bao nhiêu nó nhộm liền, không cần. Tánh sợ con người là vô bao nhiêu ép đen thiền liền, vô vừa vô tới cửa là nó bôi liền.
Vì thế mà ta bảo là tu đạo Phật Thiền Tông phải gan không sợ. Tôi nói thiệt, nếu mà có lật lại cái lịch sử này mấy năm về trước, không ai dám trụ trì cái chùa này đâu. Nên nhớ, tôi không nói nhiều. Bao nhiêu người biểu cái đóng cửa chùa luôn, mà tôi có làm thinh tôi không nói. Nếu mà tôi chỉ cần một máy động nhỏ thôi là tôi mất mạng liền. Người ta yểm trợ không thể yểm trợ cho người yếu đuối được. Có nghĩa là giao vật gì quý cho một người cầm đi, không thể giao cho người yếu đuối được. Tức còn gọi là chọn mặt gửi vàng, đưa cho mấy thằng nhóc nhác giống nhác người hù đó là nó quằn nó chạy cũng được. Thấy hiểu, tu Thiền Tông phải gan, còn không gan đừng tu. Bởi vì tôi nói là tu Thiền Tông giống như nuôi con hổ ở trong nhà vậy đó. Không gan, không khuất phục nó được, đừng nuôi nó luôn. Nuôi cho nó lớn rồi nó cắn mình chết luôn mà. Rồi hả, tiếp đi. Dạ. Câu hỏi 2. Khi tạo công đức mà không tham, ví dụ con đi cho mượn sách, như vậy công đức của con có được trong sáng không? Nói lại. Dạ. Khi tạo công đức mà không có tham á, như ví dụ như người đó đi tạo công đức mà cho mượn sách một cách tùy duyên, như vậy công đức của người đó có được trong sáng không? Cái công đức á, mà trong sáng á, bây giờ nó thật cạo công đức cũng khó hiểu nó như là trong sáng. Cái người đó hiểu được, nhưng mà người ta có thực hiện được không? Có thực hiện được mình mới có công đức. Còn cái lòng của mình á, như thế nào? Cái đó là tự mình kiểm soát thôi. Bởi vì người ta chỉ giải thích cái căn bản công đức nó bị vô đen như thế nào, chứ còn bây giờ hỏi đó thì làm sao được. Cái hỏi chung chung không hiểu được. Cái công đức này là do mình tạo ra, và cái người kia nhận được bao nhiêu phần trăm. Cho người ta 10 đồng, ta xài 1 đồng thì mình công đức mình có 1 đồng thôi. Nó phải hiểu cái nguyên tắc này. Còn mình cho, mình ở cái tâm trạng gì? Bởi vì trong thế giới này vừa máy động là đã bị rồi, vừa máy động là bị nhân quả rồi. Chính cái máy động của mình, nhân quả nó mới bôi cái công đức này. Khi hỏi câu này thì nó hơi chung, thì tùy theo người ta giải thích là nó giải căn bản để mình biết rằng đừng có làm những cái chuyện trật lại với cái lời dạy của người ta. Thứ nhất, cái lời dặn dò phải nghe cho kỹ, không biết thì hỏi. Bởi vì cái trình độ mỗi người đó, nói vậy 10 người cho 10 người tiếp thu nó khác, không ai giống ai. Bởi vì mỗi người nó có cái tần số riêng. Người tần số cao nhất nó tiếp thu nhanh lắm, còn cái tần số thấp quá, giống như có nhiều người học á, học bài thuộc lòng á, họ đọc qua lần họ thuộc. Có nhiều người đọc 10 lần họ không thuộc. Là sao? Đó, tại vì cái âm quá. Rồi con hỏi câu khác đi. Gia đình con tu theo Thiền Tông mà tranh luận về Thiền Tông, như vậy công đức có bị bôi đen không? Cả gia đình phải không? Tốt, cả gia đình thì tốt. Nhưng mà nên nhớ rằng trong gia đình có một người nào quậy coi chừng bôi hết luôn. Chắc chắn cái người, ví dụ 4-5 người đi, có một người quậy thì người kia nó phải động. Cái tâm nó phải động, động nó bị bôi luôn mà. Cũng như là ở ngoài thế gian người ta nói là một con sâu làm rầu nồi canh, con sâu có gì xíu đâu mà cái nguyên cái nồi canh đổ hết. Nguy hiểm nhất Thiền Tông mà trong gia đình 4-5 người tu đồng tình hết mà hiểu cho rõ thì chắc. Còn mà có một người đưa vô vậy là coi chừng cái gia đình nó tiêu luôn á. Con sâu làm rầu nồi canh là cái chỗ này. Đấy không? Phải hiểu nguyên tắc này mới tu Thiền Tông được. Bây giờ tôi khuyên rằng tu Thiền Tông phải cho kỹ, còn không tu được thì thôi, lên thiên đàng ở cho nó vui, về bển mà cực quá, về bển không có hưởng gì hết rồi mà cực quá sao khỏi về. Nghe không? Nên nhớ rằng thế giới vật lý vui hơn cái thế giới không vật lý. Cô suy nghĩ đi, thế giới này
cái gì vật lý mới vui, còn không có về bến buồn sao đừng về. Bây giờ Thiền Tông cũng Phật khuyên người, không khuyên người tu, còn tu phải cho đúng. Chứ ông Phật đâu có, bởi vì thành ra tại sao 49 năm ông dạy, 45 năm cái kia mà có mấy năm ông dạy, có 2 năm này sau này bắt đầu ông chuẩn lại. Ông biết rằng dạy thì chửi ông, khi mà ông dạy Thiền Tông nói thiệt là sau cùng còn có mấy người thôi, chứ không phải còn 1.250 người đâu, còn có mấy người. Vì thế mà khi viết sách còn có mười mấy người, mấy người ở theo ổng rồi. Nó gạn lọc vậy đi, mình tính nó không có dễ đâu. Mà trong thời buổi đó duy nhất chỉ có ông Xá Lợi về được thôi. Ông Xá Lợi Phật về là gì? Ông Xá Lợi có cái tuy chửi Đức Phật nhưng mà có công rất lớn, khơi lại cái dòng Thiền Tông. Không ông Xá Lợi Phật thì dòng Thiền Tông không khơi được. Ông chửi rồi ông hỏi, ông Phật mới nói lý do. Cái quyển giáo lý này cũng do ông Xá Lợi Phật gợi, ông Phật mới nói 4 câu bất lập văn tự. Không có ông Xá Lợi Phật là 4 câu bất lập văn tự hoàn toàn, không ai nói, không ai biết cái vụ này. Ông chỉ truyền một cái quyển sách không chữ thôi. Ông truyền quyển sách không chữ đi đến tôi dòng Long Nữ thôi. Vì ông nói chuyện với Long Nữ trước rồi, sau đó ông khi Long Nữ mà nhận được cái này tự nhiên nó hiện sách chữ, nó hiện ra. Hiện ra rồi viết lại nha. Thì mới hiểu được chính cái công lớn nhất ông Xá Lợi. Vì thế mà ông Xá Lợi Phật được về Phật giới đầu tiên bằng 2 công thức. Một công thức là Đức Phật Đại Minh Quang, Đại Quang Minh mới kêu bằng Tạo Hoa Tiêu. Tạo Hoa Tiêu để ông này lúc đó công đức nhiều mà lúc đó ông không có tạo công đức được. Vì thời đó đâu có ai tu rồi mà tạo công đức. Vì thế mà ông Phật ngày xưa dẫn ông Xá Lợi Phất vô, có nghĩa là ông vô đây là ở đây là 36 tỷ năm, không ít đâu. Có nghĩa là trái đất bị hủy diệt 3 lần. Trái đất thứ tư hình thành mà ông được, ông ở được 6 tỷ năm rồi đó. Khủng khiếp lắm chứ. Vì cái ông Phật Đại Quang Minh này nè, ổng mới biết ông này sẽ về, nhưng mà nhờ ông Thích Ca mới về được. Nếu không có Thích Ca ông này cũng không về được. Vì ông kia thì làm Hoa Tiêu, ông Thích Ca dẫn về. Hai ông về. Tôi duy nhất trên cuộc đời, trên cái lịch sử Thiền Tông, duy nhất một người về Phật giới phải 2 ông Phật yểm trợ. Còn mình bây giờ đây 1 ông thôi, không có nhiều, không cần 2 ông, ghê không? Mình bởi vì cái lịch sử Thiền Tông nó ghê lắm chứ không phải vậy đâu, mà nó sâu sắc ghê lắm. Mà giờ tôi hé thôi chơi sự thật, tại hỏi tôi hé, chứ cái này nó nằm ở trong quyển giáo lý đó, chứ nó không nằm bên ngoài. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo. Giáo lý của đạo Phật Thiền Tông do Phật Thích Ca lấy từ đâu ra? Nãy nói rồi đó, giáo lý. Giáo lý này nằm trong kinh Vô Tự á, hiểu không? Nãy giờ có nghe kia là ta hiểu. Kinh Vô Tự nó nằm ở đâu lịch sao biết. Mà bây giờ cái kinh sách này nó có chữ đàng hoàng, cái kinh mà có chữ dịch ra sai, còn kinh Vô Tự hoàn toàn dịch không sai. Bởi vì cái người viết và cái người đọc có 2 người thôi, không có dịch. Không biết ông viết bằng tiếng gì không biết, giờ đưa bà này phải đọc được. Có vậy thôi, rồi giao lại tôi đánh máy lại, tôi khôn tôi đánh máy lại, để nó lặn mất cái rồi tôi chết tôi luôn. Tại sao xưa bây giờ tại sao chọn ấy? Tôi nói thiệt, tại sao mà khi mà bà truyền thiền cho tôi, bắt buộc bà ghi tôi là soạn giả. Lúc đó tôi 20 tuổi, đâu có chức vụ gì đâu, đang đi học, mà chức vụ đi. Mà nói một cái câu này, con nhận cái này, con phải là một soạn giả mới, má mới giao cho con. Còn nếu mà không có cái danh từ, má không giao. Có nghĩa là ép tôi phải là một ông viết văn. Một người viết văn mới ép. Chứ mày mai mốt ông đi nhổ răng không thì mình quên mẹ cái này sao. Vì thế nó có lạ. Có nhiều người hỏi tôi tại sao lúc 20 tuổi mà ghi là soạn giả. Mà ép bắt buộc mày phải học cho thuộc. Xong rồi mày viết ra những cái gì tao nghe được thì chắc chắn nữa mày sẽ mới viết sách được.
Còn nếu mà mày làm không được thì thôi kể đi, giao cho mày kể nhưng mà dục luôn. Ta giao cho một cái câu chuyện về phải thử thách dữ lắm chứ đâu phải đâu. Bà lấy từ bên kia bà viết ra, bà ngồi bà viết ra. Thì mình phải bổn phận là phải viết lại. Viết lại mà lúc đó viết bằng tay. Rồi sao tôi biết, tôi có mấy cái bằng đánh máy chứ bà. Tôi mới đánh máy lại tôi lưu lại. Rồi tôi mới sắp xếp lại. Đó, rồi bây giờ nếu không ấy thì thôi tôi trả, thì trả thôi. Còn mình nó không có hoàn toàn không ai hiểu tôi. Mà tôi cũng có cái cách thuật đó là muốn cho ra thì ra, không cho ra thôi. Không ai tiếp nhận được. Vì thế mà vừa rồi á, ông hòa thượng gì đó, ổng nó 40% của ổng á. Ổng viết ra cuốn sách, ổng biết cuốn sách là ai đây có đọc á. Trời ơi, đọc ra không giống gì là ổng có trúng một chút xíu nào. Mà ổng biết gì để cái hiệu gì nè, ở trong chùa mình có nhiều người đọc á. Gì tại gì vậy? Ổng nói là 40% của ổng và ổng đang giữ. tôi biểu đưa cho cái đưa cuốn sách như vậy. Trời ơi, có gì đâu mà 40%, chưa tới có 1,10%. Ông ăn cắp được mấy chữ thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo. Chữ viết và các thứ khác trong nền văn minh không gian từ đâu mà có và được tạo ra như thế nào? Là chữ viết và các thứ khác ở trong nền văn minh không gian á, thì do đâu mà có và tạo ra như thế nào? Bây giờ cái chữ viết thì nói nó hơi khó. Bây giờ hỏi chế cái máy điện thoại này chế bằng cách gì? Ông lấy từ đâu? Ông lấy đó rồi ông thấy cái nhà cái đó rồi ông ra ông vẽ ông ra rồi ông làm. Có nghĩa là tất cả chữ viết của mình trước mình là gọi là chữ Latin hiện đại nhất. Lấy từ đâu? Lấy từ không gian chứ đâu. Nhưng mà lấy ngày xưa cũng chữ A viết vậy thì nước Pháp đã nói chữ A, thằng Mỹ nó là chữ E. Mình đang theo thằng Tây mình cũng nói là chữ A. Cũng như cũng một cái chữ ABC ở miền Nam và ABC. Còn miền Bắc đó sao? A bờ cờ. Có một nước thôi mà còn nói tầm vậy. Ông mình ra Bắc mình nói ABC nó cười. Rồi người Bắc vô Nam mình nói A bờ cờ mình cười. Một nước mà còn không đúng thì làm sao? Có nghĩa là dân mình lấy là mỗi người nó phát cái chữ Latin, người Latin nó khác. Cũng như tiếng Pháp thì bằng ốp America, còn thằng Ý nó đây là bằng đi ca Roma. Nó cũng thằng vậy thôi. Một cục có cái câu chuyện vậy đó. Mà tôi qua thằng Ý với thằng Pháp tôi đọc cái chữ thì cũng một thằng thôi, nhưng mà nó với thằng một kiểu, nó cũng y vậy mà nó đọc khác. Bằng ca đi Roma. Còn mới được bằng ốp America. Đó, còn mình đó, bằng người bằng ABC gì đó. Nó mỗi người cũng y vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo. Nền văn minh không gian do ai quản lý và điều hành? Có phải cõi trời tứ thiên vương điều hành không? Cái phần này nó là tự nhiên. Nếu mà trời tứ thiên vương điều hành không có đúng, mà đây là tự nhiên do một vị Phật để lại trong không gian này. Trong không gian này về hỏi chứ đất nước gió lửa từ đâu có, không ai giải thích được. Mà trời tứ thiên vương có bổn phận là điều hành đất nước gió lửa này tạo thành hành tinh thôi. Chữ tất cả nhà ở cây cối là chữ nghĩa nó cũng nằm ở trong đây, người nào nhìn thấy được là lấy ra xài. Bởi vì mình mới nói là cái cốt truyện của Wingate, lúc đó ổng mới có học lớp 11, một đêm nọ ổng lấy được nền căn minh không gian về cái máy điện thoại, thì ổng mới về ổng xin ông già tiền để ổng làm được rồi đó. Ổng về ổng lấy đồ cũ làm, ổng kết nối nó thành công, mới xin ông già tiền lập công ty. Ông già chửi: mày chưa học tới đâu mà đạt đi công ty. Rồi vô ông giáo sư hỏi ông giáo sư xù bít luôn. Rồi ông mới về mở Microsoft, coi lịch sử Microsoft. Ông mới học lớp 11 thôi chứ chưa tốt nghiệp trung học, chứ đừng nói coi đại học. Mà ông làm vậy có nghĩa là một ngày đó ông lấy được. Bây giờ mình mới hiểu thế này nè. Bây giờ ai có
coi là cái lịch sử đạo Cao Đài, cái tòa thánh lấy từ đâu. Một người phàm không thể mà vẽ cái tòa thánh được. Ông Bùi Minh Chiêu, ông mới nhìn lấy do cái ông Thái Thượng Lão Quân cung cấp cho ông, gọi là Thái Cực Tiên Ông, chứ Thái Cực Tiên Ông cung cấp cho ông cái tài liệu này, ông mới vẽ cái nhà Cao Đài. Thái Cực Tiên Ông là ai? Ông lấy trên không gian, ông giao lại cho ông này, thì ông này mới vẽ ra rồi mới kêu lại, kêu mấy ông thợ lại xây, đặt móng xây, ông chỉ từ ly từ tí hết rồi. Vẽ này vẽ kia là do ổng, ổng vẽ tổng quát rồi, nhưng mà sau cùng ổng cũng phải bổ túc lại. Lấy từ đâu? Chứ hồi xưa mình ở nhà lá làm sao biết cái vụ này. Thành ra khi mà vật liệu nó phát triển thì ông kỹ sư ổng còn ngồi ổng tưởng tượng lấy từ đâu, ông lấy từ không gian chứ đâu, chứ tưởng tượng mình chính lấy từ không gian. Bởi vì cái 16 tánh người ở đâu, nó cũng từ không gian lấy xuống. Ác nó lấy từ đâu? Nó nằm ở trong không gian hết, chứ không có gì là từ 16, trong vật lý cái gì có đều là trong không gian lấy đưa về đây hết. Thấy không? Từ chữ viết, hình ảnh này kia kìa, nó hoàn toàn trong đó không. Bởi vì khi mà con người ta bị hủy diệt chết hết, trở vô trong rừng, trong núi ở, trở thành đồ đá, hoàn toàn không biết, chỉ nhìn thấy mấy cục đá thôi. Rồi dần dần nó phát triển ra. Phát triển lấy đâu? Lấy từ nền căn dinh. Mà cái phát triển sau cùng, ba cái thời kỳ lập đạo, thời kỳ thứ nhất là thần, lập để hù. Lần thứ hai là người toàn năng toàn giác, lập đạo để nói bằng sự thật. Lần thứ ba, một vị thánh lập để chi? Để phát triển vào quỷ diệt. Chính ông thánh này phát triển vào quỷ diệt trái đất này. Ông thần yểm trợ ổn định, ông toàn năng toàn giác bảo phải sống bằng thật, diệt thật để cho nó lâu dài. Ông thánh có bổn phận phát triển và quỷ diệt. Vì thế mà tôi nói vì thế mà đạo Thiên Chúa rất hay, lập ra rất hay. Chính đạo Thiên Chúa là phát triển chữ Latin mạnh nhất, không phải cho mình nước Việt Nam mình đâu không, mà còn nhiều nước khác. Nhiều nước, nước nào mà sử dụng tiếng Latin thì do đạo Thiên Chúa hết. Bởi vì cũng tại sao tiếng Latin người Mỹ đọc khác, người Anh đọc khác, người Tây đọc khác, người Ý đọc khác, người Đức đọc khác, cũng bằng xứ Latin hết. Người Việt Nam đọc khác, nó phát thanh từ cái vùng, từ cái khu vực. Vì thế mà cái giáo lý cái bảo Phật Thiền Tông phát triển ra đây là gì? Phát triển bằng cái tiếng Latin văn minh nhất thế giới. Tôi nói thiệt, cái tiếng Việt Nam mà bây giờ thí dụ tiếng Tàu không bằng mình đâu. Tiếng Tàu học nhân, viết chữ nhân, mình nhân cũng được, mà nhân cũng được, mà người cũng được, mà cái một tiếng thôi nó dịch ra, bên Tàu nó không dám dịch một nhân là nhân thôi, chứ không có nhân, không có người vậy. Tiếng Việt Nam mà nó phong phú ghê lắm chứ mày. Vì thế mà cái giáo lý đi ra, đạo Phật Thiền Tông ra mới nói là từ cái sơ đẳng cho đi lên cao đẳng. Đạo Phật Thiền Tông phải nói bằng sơ đẳng đến cao đẳng mới thể hiện được cái tinh hoa đạo Phật được. Còn nếu mà nói một thứ không thể được. Vì thế á, luật pháp mà còn chưa chạy kịp nổi cái chữ viết của người Việt Nam. Ví dụ là tôi nói là ông vô anh ăn trộm nó khác, ăn cắp nó khác, tôi lộn được nó khác, cũng một việc đưa ra, nhưng mà tòa án không ấy, anh tôi lộn nó khác, anh đâu bắt tôi được, ăn cắp khác, ăn trộm nó khác, cướp giật nó khác. Luật pháp nó khó, nó theo không nổi đâu. Luật pháp còn thuộc bó tay với cái tiếng Việt Nam chứ đừng có nói gì. Vì thế mà ông Phật mới chọn nước Việt Nam công bố cái quyền ký này ra và giáo lý này ra. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo. Lần đầu tiên con xuống chùa dự lễ truyền thiền, con có cảm giác choáng ngợp khó tả. Những lần sau con không còn nữa. Xin thầy giải thích hiện tượng trên. Lặp lại.
Lần đầu tiên người này đến chùa dự lễ thì thấy cái buổi lễ nó trang nghiêm làm cho người này bị choáng ngợp. Khi những lần sau người này cũng về dự lễ nữa thì hết. Thì người này xin thầy giải thích cái hiện tượng như vậy là như thế nào ạ? Lần đầu tiên nghe sao? Bị choáng á, choáng ngợp á. Lần đầu tiên mà tới chuyện thiền á thì thấy cảm giác nó bị choáng. Rồi mấy lần sau thì nó hết. Rồi, dễ ở. Thì cái ông kia xuất ra rồi. Mới đầu tiên mang cái ông kia vô. Ông dặn con thì con mới chán giác. Nếu sao ông vừa tới cửa ông đi đứng ngoài ông vô con nữa thì nó khỏe. Bởi vì nó lọc rồi. Tắm lần đầu nó chưa sạch đâu, lần thứ hai mới sạch. Thì cái ông kia nó cũng vậy thôi. Có nghĩa đầu tiên ông không biết, ông tưởng nó vô đi chơi. Thì ông vô, không vô, ông thấy ông vội. Ông làm cho khó chịu thôi. Rồi lần sau con đi nữa có thấy, rồi tới nữa là thôi, tôi ở ngoài cửa tôi không vô. Rồi, con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là nếu mà tụ tập đông người để thảo luận và nói pháp môn thiền tông nhưng không có giấy phép sinh hoạt thì có bị ảnh hưởng gì đến công đức hay không? Dạ. Khi một nhóm người tụ tập đông người mà để thảo luận nói về pháp môn thiền tông nhưng lại không có giấy phép sinh hoạt thì có bị ảnh hưởng gì đến công đức của họ hay không? Lập ra mà không có giấy phép sinh hoạt phải không? Có ảnh hưởng gì không hả? Bây giờ cái này nó không ảnh hưởng gì hết á. Mà luật pháp nó còng tay thôi chứ không ảnh hưởng gì trời. Bất cứ làm cái gì trên thế gian này phải bằng luật pháp. Còn anh không có luật pháp thì đừng có làm. Dù anh có công đức cũng không được. Chứ bây giờ nổi mà anh ngồi đây mà anh cứ sợ sợ tưởng tưởng hả? Công đức vô, vừa nhào vô là nó bôi anh rồi đó. Thấy không? Chứ mình ảnh hưởng gì? Đã người ta nói nè, thiền tông phải sống bằng luật pháp. Anh biết được luật pháp thì anh làm. Đúng thì làm, không đúng thôi được có làm. Làm rồi mang quả vô thân đó. Mang cái chập chờn, cái sợ này sợ kia rồi sao? Rồi làm sao công đức sống được? Cây mới giờ cắm vô nhổ lên, được cắm xuống. Rồi làm sao cái cây nó sống được? Mình phải hiểu cái nguyên tắc thế này. Sống đây phải sống bằng luật pháp. Vì thiền tông là cái chân thật nhất trong thế gian này, không có cái nào hơn đâu. Như thế mà phải căn cứ vào cái chùa này xây phải giấy phép. Nói ra phải có sách vở, nói có sách bách có chứng. Giải đáp phải có giấy phép, công bố phải giấy phép. Bốn cái này là căn bản rồi, là đúng cái quy luật của nó rồi. Dù có dẹp cũng đâu có sao đâu. Chùa này có dẹp cũng đâu có sao, nó đã xong hết rồi. Bây giờ nói xin lỗi có dẹp có trên mạng ào ào la lên làm sao dẹp cái mạng được. Đó làm sao vậy đâu. Giờ ví dụ tôi có ngồi đây tôi nói, không nói cũng được. Tôi ngồi ở nhà tôi nói, tôi đâu có vô chùa đâu. Nó cũng vẫn phát lên mạng được. Ai rầy tôi? Tôi lại ở chùa thì khác, bây giờ tôi ngồi trong cái phòng nhỏ, tôi vô cái xe hơi tôi ngồi cũng được nữa. Chứ không cần nữa, tôi chạy về vòng vòng nữa tôi nói. Có người hỏi tôi nói, hỏi xong rồi đưa lên mạng. Chứ đây ví dụ giờ nói có mấy người biết thôi. Mà giờ thì 5 phút sau, cả trái đất này cũng biết luôn. Là gì? Phật là trùm khắp mọi nơi rồi. Nói đây nó đi ra hết rồi. Thì đâu có sợ nữa. Rồi hỏi tiếp đi. Tại sao các tổ ngày xưa không có giảng pháp thiền tông nhưng sao hiện nay lại có nhiều người lại muốn giảng thiền tông như vậy? Rồi sao? Bây giờ các tổ ngày xưa không giảng thiền tông phải không? Trời đất ơi, đã tôi nói kinh vô tự nó tới đâu thì chỗ nó la lên. Ông tổ có biết mẹ cầm cái cuốn sách trắng bóc làm sao nói. Giỏi cỡ nào giỏi nhưng mà ông hiểu căn bản thôi. Ông hiểu cái quyển giáo, cái quyển quyền ký ông biết, nhưng mà quyển giáo lý ông không biết. Bởi vì người nào nắm được cái giáo lý mới giảng, còn không giáo gì đấy. Ông Trần Nhân Tông cũng cầm cuốn sách trắng bóc không biết mẹ gì đó. Trong cái quyền ký có nói, nhưng mà nên nhớ không có nói đầy. Còn cái này ta nói về căn bản, làm sao giảng đây?
biết năm ba chữ, chữ có đó, nhưng mà nó ghép hết, nó ghép đầu này đầu kia, làm sao có cái hệ thống mà giảng được. Vì thế mà đọc được kinh vô tự mới giảng thiền tông được. Và ai mở cái kinh vô tự này? Ông Trần Nhân Tông, ông Tất Đạt Đa đã chỉ thị hồi lúc ổng 24 tuổi cho đến 79 tuổi ổng mới quăng cái sách này đi, quăng sách này cho ông mấy tổ cầm đi mấy ngàn năm sau nó mới tới cái địa điểm, rồi mấy trăm năm sau nó mới tới cái nơi xuất phát. Trời, đâu phải đơn giản đâu. Rồi mấy người bây giờ, tôi xin lỗi mấy người mà nghe đi giảng sao trúng. Vì thế mới vô nó, ủa sao hồi mới ổng giảng khác, giờ ổng giảng khác. ổng nói là sao, giờ ổng nói nẻo, rồi biết làm sao. Rồi cái phát chửi tiếp, chửi dòng Xá Lợi Phất. Hồi xưa ổng dạy tôi khác, giờ ổng dạy tôi khác. Giờ hỏi tiếp đi. Trong các quyển kinh Đức Phật có nhắc đến hay dạy ẩn ý về quyển giáo lý hay không ạ? Sao? Trong các quyển kinh Đức Phật có nhắc đến hay là hoặc là dạy ẩn ý về quyển giáo lý hay không? Trong các quyển kinh Phật giáo á, thì có dạy ẩn ý về quyển giáo lý hay không? Nó đâu có, trong các kinh Đại Thừa, Trung Thừa không có nói về quyển giáo lý mà có nói cái này. Bởi vì hơn tuần trước tôi có nói đó, là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là nó có chỉ cái tánh thấy của Đức Phật dạy ông vua Ba Tư Nặc. Khi ông vua Ba Tư Nặc ổng 62 tuổi, ổng qua sông Hằng, ổng thấy nước rồi ổng hỏi Đức Phật. Đức Phật ổng hỏi cho ông thấy sông Hằng hồi mấy tuổi, ổng nói từ 3 tuổi. Mẹ dẫn đi ý kiến thần Tỳ Bà Thi. Ông thấy rồi hỏi chứ bây giờ 62 tuổi mỗi lần đó ông thấy sao, có khác không? Ông nói không có khác. Hỏi cái thân ông giờ có khác không? Nó khác. Hồi đó con đẹp trai lắm mà giờ con nhăn nhèo rồi. Thì ông hỏi, ông Phật hỏi chứ cái gì mà nó thay đổi là không phải, cái gì mà không thay đổi chính là cái chân như đó, là muốn chỉ cái tánh thấy đó. Mà có ông nào dám khai thác chính cái phần này? Thì trong cái quyển Quyền Ký nó là tri kiến, nghe không? Chánh pháp giảng tạng là nằm ở trong cái quyển này, cái phần này thôi, mà không ai về còn giải thoát không giải được. Giải thoát công thức giác ngộ, giải thoát hoàn toàn không nói, mà phải nói trong cái quyển giáo lý và cái Quyền Ký thôi. Thì mấy ông tổ làm sao biết? Bởi vì nếu mà ông tổ mà mở được cái giáo lý thì mấy ông tổ mới biết. Còn nếu mà ông tổ không mở giáo lý, hoàn toàn cũng mù tịch được. Ông biết mà bây giờ ông cố gắng ông mở ra cũng đâu có thấy đâu. Thì giống như chính ở ngoài thì có ghi là giáo lý, bên trong không có chữ. Thì bây giờ tôi mới nói là Tôn Ngộ Không, ông Tam Tạng, ông vô lấy kinh sách nhiều coi mà kinh không có chữ nào ra đó. Nhưng mà có một điều, ông để xuống chỗ nào chữ nó hiện ra, có người chỉ hiện ra mất. Đó là bí ẩn của cái dòng thiền mà mấy người kia không hiểu. Chính Ngộ Thường Ân cũng hiểu cái dòng thiền này chứ không, mà nó không hiểu được cái cốt truyện, biết có nhưng mà không hiểu được cái sát sao. Vì thế mà tôi không nói ai. Nhiều người nói ở Việt Nam là tu thiền tông, sự thật là rất đúng, nhưng mà trong kinh không có chữ là sao? Nhiều người ta nói khôi phục thiền tông luôn, mà hỏi thiền tông sao không biết, bây giờ nó đâu có chữ đâu biết. Đó, mình phải hiểu mà bây giờ nó đúng cái thiền tông, bây giờ nó có nhiều cái xong rồi mới giải mã được. Nhưng mà mình nói ra mít lòng. Chứ người nói là tu thiền tông mà trước khi công bố Quyền Ký, rất nhiều người tu thiền tông mà giờ ai cũng biết hết chứ không phải không đâu, mà tôi nói. Tại làm sao ổng biết thiền tông mà không thấy chữ? Là tại vì ổng nhận được kinh vô tự. Không phải cái nhiệm vụ của ổng nói ra cái này. Nhiệm vụ bà Long Nữ mà là nhận trước lúc là mấy cái đời vua Hùng Vương, tất nhiên là trên 2000 năm. Vua Hùng Nghĩa Vương là khi tới Tất Đạt Đa là 24 tuổi, là tức là
568 năm cộng lại với 2017 nữa là bao nhiêu? Phải 1.000+ năm không? Nó mới, cái kinh nó mới đưa tới đây, mới công bố ra đây. Mà trước năm 1017 là 1150, là nhận trước bao nhiêu? Năm trước 50+ năm nữa, rồi mới sau nữa mới đưa ra. Nó đi lòng vòng dài lắm chứ không phải ấy đâu. Rồi con hỏi ý khác đây. Câu tiếp theo là: người tu theo thiền tông, họ tạo nhiều công đức, nhưng vì cuộc sống mà họ phải lăn lộn ở cuộc sống, vậy thì công đức của họ tạo ra có bị bôi đen hay không? Bôi hết. Nếu là sai là bị bôi đen hết. Còn cái chuyện về Phật giới tôi nói là bôi, nó bôi cho nó bôi thoải mái luôn đi. Rồi chừng nào về á, chuẩn bị về thì hưu, đừng làm gì hết á. Kiếm chút đỉnh mở mắt chạy về. Rồi về vô trung tâm vận hồi luân hồi đó. Vô trung tâm vận hành luân hồi á, móc ra xài lợi. Tôi nói rõ mà, bởi vì mình làm mình đừng có sợ là bôi đen cải đó, có thôi. Cái giờ chót thôi. Cái giờ chót thôi chứ còn mình đâu cần chi. Khúc đó mình vô thiền tông là không dám tu, không dám làm gì hết, không được. Làm gì cũng được. À, nhưng mà nên nhớ có công đức. Bởi vì anh có cái gì vô trung tâm vận hành không à? Ví dụ anh ác thì nó là âm, nó trở về điện từ âm. Anh giúp người ta nó điện từ dương. Âm dương nó cũng trả về không gian hết, dễ về thế giới vật lý này hết. Thì anh chỉ nó hiển hiện ra cái công đức thôi, rồi mặc tình về bển xài. Phật gì đó thì Phật phải tạo, chứ đâu phải mình nghe nói cái không dám tạo, nghĩa là cứ làm thoải mái, cứ tạo thoải mái. Để chi? Bây giờ ông Sanh Lợi Phất ba đời ông Phật ra đời, ba trái đất ra đời. Trái đất ổng mà đến là trái đất thứ tư. Ông Sanh Lợi Phất ở vào trái đất thứ tư. Nói thời gian khủng khiếp lắm chứ không phải dễ đâu. Mà ông cũng ông xài ba bốn trái đất ông xài được, mà không chi mình ăn thua gì. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa thầy, con hiểu như thế này: người tu thiền tông không còn mê tín nữa và luôn sống thực tế và khoa học, không tu mù, là mình đã tu theo thiền tông rồi phải không thầy? Là sao, lặp lại? Người tu theo thiền tông là người không còn mê tín nữa, luôn sống thực tế và khoa học, không tin mù, là như vậy là đã tu theo thiền tông rồi phải không? Tôi biết thiền tông là mình không tu mù rồi, đúng rồi. Nó đúng là thiền tông cái căn bản giúp mình à. Hồi xưa mình không biết linh thiêng cái gì mình cũng đi lại. Nghe ai nói tu cái gì cũng hay cũng nhào vô tu. Cúng ở đâu cũng đi cúng, mà bây giờ mình vô thiền tông ba cái này mình dẹp, đỡ biết bao nhiêu tiền. Mình tính đi. Hồi đó mình làm lương 10 triệu chứ suy thật mình chi cho cái mê tín 20 triệu rồi đó. Bây giờ không có chín đồng nào á, thì thôi chịu có bỏ chừng 500 mua sách. Mua sách hay gì, máy gì giúp đỡ người ta. Mình chịu khó tu thiền tông, chịu khó tiếp cận những người nào muốn cần. Mà mình tiếp cận bằng cách khôn khéo. Đừng có nói mình tu thiền tông, tôi nói sách này hay quá, chị đọc chị dạy là tôi. Mình làm học trò đi. Cái ông kia ổng nhào vô ổng đọc, ổng hay quá, ổng khen. Mình thầm biết rằng mình có công đức. Đó là người tu thiền tông trí tuệ là cái chỗ đó đó. Chứ đừng có nói mình làm đủ thứ rồi lúc đó rồi. Mình chấp này chấp kia thôi. Cũng được, nó chấp thì nó bôi, nó có làm sao đâu, bôi để dành nó để dạy. Phải tu thiền tông, phải tu bằng trí tuệ. Nhớ đừng có khi nào làm sai cái trí tuệ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Khi tánh Phật đầu tiên vào trong tam giới thì điện dòng điện từ nào thì sẽ quét qua thì sẽ thành người nam hoặc người nữ, vậy thì có khi trường hợp nào mà khi thân nam khi thân nữ hay không? Vô thế giới này nó đàng hoàng lắm chứ không có phi nam như này kêu bằng bán này bán kia là do cái nhân quả. Vô đây là tầm bậy, vô đây bây giờ nam nữ đàng hoàng, mà cái bà nữ là khoái hớt tóc theo trai thì sao? Thì phải sống theo cái tưởng vậy thôi, chứ có gì đâu. Rồi cái nhân quả nó tạo ra. Ví dụ bây giờ tại sao có nhiều người nam mà thích làm gái? Thì cái nhân quả
cái do cái tưởng đó rồi nó bắt đầu nó trong cái tàn thức mình nó phải sinh ra làm cái kiểu đó. Cái này tới đây là phải nhân quả, vô kia âm dương mình bây giờ mình mới biết đó. Mình ở đây thì tôi chưa thấy, chứ ở Pháp, ở Mỹ, ở Đức gì đó, con đi vô qua mấy cái tàu á, nó gạt, nó quét con vô, cánh này nó quét, cánh kia quét, bắt buộc nó phải quét một cánh, nó đẩy con đi. Thí dụ cánh nó cánh dương nó đẩy thì dương, cánh âm nó đẩy âm. Bên đó nó có cái đi vô, nó không phải kiểm soát như mình, không phải giấy tờ, không có gì trời, đút tiền vô cánh quạt quét rồi nó quét mình không đi nó cũng quét nữa. Đó là cái thuật gọi là cái thuật vật lý, nó nằm ở kiểu này. Thì khi vô tâm giới này, nó quét dương thì nó trở thành dương, quét âm thì âm, có vậy thôi, rất công bằng. Còn vô đây mà này kia đó là do cái tưởng con người, phải vô phải qua chừng cái này. Rồi hỏi tiếp đi. Con là Đỗ Thị Loan ở Bình Phước. Con có câu hỏi như sau: tại sao gọi là sách trắng Thiền Tông? Xin thầy giải thích. Tại sao gọi là sách trắng Thiền Tông? Chữ trắng là nói rõ ra. Chữ trắng là nói rõ, mà nói là rõ ra là nói cái cuộc đời của ông Phật á, nó đi vòng từ ông Phật vô. Bây giờ cuốn sách đăng này nó gọi là cuộc đời của ông Phật thôi, nhưng mà nó trắng ra trong đó, nó nói cả cái hệ thống của tam giới luôn, mà gọi là sách trắng. Nó trắng ra không có dấu gì hết trời, nhưng mà nó có dấu một cái điều là trở về Phật giới không nói. Thấy không? Trở về Phật giới nó để cho quyền ký, nằm trong quyền ký. Mà nên nhớ là quyền ký xuất bản cũng chưa có nói, mà xuất bản cái giáo lý, cái quyền ký ra rồi mà về Phật giới là chừng nào công bố quyền ký tôi mới thêm vô, còn không công bố chưa biết. Mà công bố quyền ký thêm vô 60%, còn 40% nó nằm bên giáo lý. Giáo lý ra thì cái đạo Phật nó mới trọn vẹn, còn giáo lý không ra đạo Phật hoàn toàn cũng còn bích, trả về cho kinh vô tự tiếp. Rồi hỏi tiếp đi. Câu thứ hai: con suy nghĩ góp tiền để xây dựng khu tưởng niệm, công đức của con có trong sáng không? Con suy nghĩ góp tiền để xây dựng khu tưởng niệm, công đức của con có trong sáng không? Có tiền khu tưởng niệm ha, nên nhớ rằng cái khu tưởng niệm á, nó có 8 cái khu, 7 cái khu phước đức, 1 cái khu công đức kèm vô. Bởi vì nếu mình mà xây một cái khu công đức không được. Người ta bởi vì thế gian này người ta không có hiểu, thành ra phải ăn theo, nấu cơm bỏ với cái trứng gà vô cho nó chín. Không có cái nồi cơm trứng gà không có chín. 8 khu tưởng niệm này là cô tạo phước đức, nhớ lại tổ tiên là phước đức của mình. Nhưng mà trong đó có một cái gì, có cái công đức trong đó, là cái ông thứ 8, ông Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Chứ nếu mà phước đức không, tôi cũng không dám. Mà giờ muốn làm cái tổ không có không được, ai chấp nhận cho mình đây? Đã vậy mà cũng chưa chắc là được, làm được. Nghe không? Thì mình phải hiểu tại sao khu tưởng niệm này tôi làm phải 8 cái, trong đó có lòn một cái công đức vô thì tôi mới làm, chứ phước đức không theo được. Chứ nếu mà khai tưởng niệm người nào có tiền muốn đời sau giàu phải là chưa khai cái này 10 cái 1.000 đời sau vẫn giàu được. Chứ không có sao, không có thật. Đừng có đi cúng này cúng kia cho mất công. Muốn giàu xây cái này, muốn giàu liên tục, bởi vì tạo cái công đức quá lớn, cái phước đức này rất lớn chứ đâu có nhỏ đâu. Còn muốn về Phật giới nhào vô cái ông thứ 8 nhưng mà cũng phải bỏ bên kia 7 đồng, bên này 1 đồng chứ không lẽ không, thì nó mới được. Thấy không? Mình phải cái vòng thế gian thì phải làm theo cái thuật của thế gian. Nếu mà làm vậy mà cũng chưa chắc cho nó thiệt chứ. Cái giải này bữa hổm đầu tiên có 3 tỷ mấy,
cái lần sau 8 tỷ, làm sau 11 tỷ, nay lại lên 16 tỷ, nay lên 18 tỷ. Đó, tôi báo cho cái giá đó. Mới cái khu này vậy đó. Đầu tiên có 3 tỷ rưỡi, bây giờ lên 18 tỷ. Muốn nghe cái tánh con người nó vậy. Giờ suy nghĩ đi, rồi có thể mình làm được không? Nhưng mà cái này khu này nhà nước phải xen vô đúng theo quy hoạch mới được. Chứ không phải muốn bán gì bán, bán giá thị trường thì được. Cái này nó bán phi thị trường luôn. Nó bán theo nhu cầu. Ví dụ bây giờ công nghệ bây giờ nè, cái lỗi đó, cái đó một mẫu đây giá này vô trong này cách một bờ thôi, bằng rẻ bằng 1/10. Nó giá nó vậy đó. Rồi mình thấy thì sao? Thành ra làm cái gì cũng có, nó thế gian này làm cái gì nó phải có cái thuật làm, chứ không phải muốn làm, chứ không phải muốn làm. Bởi vì ngày xưa tôi cắt cái này trở lại, tôi mời mấy ông thầy vô mà nếu không mời thì làm sao cho xây vậy. Ông muốn vô muốn làm gì cũng làm. Ông thấy mấy cái chữ giải thoát ông hết hồn, ông chạy ra. Tôi nói ôi tôi bể cho nó vui thôi chứ không có giải thoát đâu. Thì ông mới vô, mà vô tụng vậy bữa chạy ra, ủa sao mà tôi tụng nhức đầu quá, làm gì tụng kinh mà nhức đầu, chắc thầy bị tâm thần rồi sao. Người ta không hiểu đó. Thì mình làm cái gì, cái gì ở thế gian này làm cái gì cũng vậy, đừng có sợ. Cái gì mà có dính vô giác ngộ giải thoát thì hoàn toàn tốt. Có nghĩa là bỏ 10 đồng xài cần 2 đồng có chất lượng thôi, 8 đồng kia không xài, không cần. Phải thuộc cái này mới được. Tôi nói lén cho nghe, rồi ai muốn vô vô. Bây giờ mà trước khi làm cái gì, phải giấy phép tôi mới làm. Chưa, tôi gửi tới nay là chừng tới nay chắc cũng là 2-3 tháng rồi chưa thấy gì hết. Rồi hỏi tiếp đi. Câu thứ 3, xin thầy giải thích đem gương lành ôm bát hóa trai trong kinh An Vị Phật là sao? Lặp lại. Xin bác giải thích đem gương lành ôm bát hóa trai trong kinh An Vị Phật là sao? Đem gương lành ôm bát hóa trai trong kinh An Vị Phật đó. Cái này là diễn tả hội Đức Phật, cuộc đời của Đức Phật, thấy không? Đầu thật thì phải ôm bát ông bà, ông đi xe lan chứ hồi xưa ngầu dạy này. Bây giờ văn minh còn dạy không được mà làm sao mà dạy đây? Cái này là mình tán thán cái cuộc đời của ổng. Bởi vì con đời của ổng là sanh vào thời kỳ đồ đồng. Mình bây giờ thuộc về đời nguyên tử, điện tử rồi nó khác. Hồi xưa làm gì có cái nhà đúc. Mẹ cung vua ngày xưa cũng bằng tre, bằng cây thôi chứ làm gì có cái chuyện đó. Thấy không? Thành ra cái bài này là diễn tả cái cuộc đời của ổng. Người ta gian khổ như vậy, đói no đắp đổi qua ngày. Khi chưa thành đạo nào ai biết gì. Thấy không? Chứ xin lỗi hồi mà cái chùa nào cắt ra không ai biết gì đâu. Tại bây giờ nó là khác, mỗi một ngày nó đi vào trong cái chiều sâu của nó. Vì thế mà ổng cái diễn tả ông đó là khi ổng ngộ đạo. Khi ổng ngộ đạo rồi ổng cũng đi có một mình ổng thôi. Rồi mới phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang, mới thành lập giáo hội đạo tràng, đắp tô xây dựng con đường tương lai. Đó đây rồi từ từ sau cùng đó là. Sau cùng là gì? Chữ Phật giới mới sau cùng. Mới về Phật giới sau cùng. Mới ban đầu thì cũng, bởi vì lịch sử nó viết 6 năm rã rồng tu khổ hạnh. Ổng cũng phải ngồi ổng tu. Thấy không? Tấm thân còn một mảnh xương gầy, tu riết mà đi hết nổi. Nhưng mà vì thế mà sau cùng ổng mới nói là một cái câu: chớ dẫm Như Lai vết đã qua. Như Lai chưa làm vậy đừng có làm tới ổng. Làm ổng là chết sớm mà. Tại vì ổng có cái nhiệm vụ lập ra cái đạo này, chứ qua theo mấy cái thời kỳ. Bây giờ công bố quyền ký ra, thâu theo đó chạy về đi. Thành ra tôi mới nói là hồi xưa kỹ sư nó tìm ra điện, giờ nó biết rồi, thế là mua hai cái thỏi 500 quét vô.
cái đêm mô quay ra điện chỉ cần nó ngồi đó đi là đi mò chứ cho nó mất công. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu thứ tư, vì sao con bán hàng, con mở máy giải đáp thiền tông và kinh An Vị Phật mà vẫn nhiều người đến mua? Dạ. Vì sao con bán hàng, con mở máy giải đáp thiền tông và kinh An Vị Phật mà vẫn nhiều người đến mua? Ừ. Thì này nó có duyên, 10 người đâu phải người nào có đó đâu. Tùy theo cái duyên của mình, tùy theo cái phước của mình. Cũng một người đó bán hàng nhưng mà anh này có phước 10 điểm, bà này có 2 điểm, thì cái ông phước kia nó hay hơn. Mà nó cộng cho cái này nó là cái dương. Mà nó bán đắt, thường thường mấy cái người bán đắt, mấy người mà lại mua thường thường nó có cái dương. Nó mấy cái người mua là nó có cái đẳng cấp cao hơn, nó vô cái người âm không dám lại mua. Nếu kinh An Vị Phật mở ra mà cái người có đẳng cấp âm không vừa không mua, mà từ người đẳng cấp dương họ lên mua. Nên nói là đắt. Hỏi cái người bán hàng đó, người bán hàng hỏi biết cái gì, hỏi rồi thăm dò nói 10 người y như này. Có nghĩa là người ta phước dương nó mới tới, còn phước âm nó không dám đâu. Thứ mà rồi âm nó nghe cái kinh lần đi xa một nó sao nghe dằn dẳng luôn, đi nó trốn rồi chứ đừng. Rồi cái đó là do cái duyên phước của mỗi người. Rồi con hỏi câu thứ năm, nhìn thấy ánh trăng trong kinh Lăng Già là sao, xin bác giảng rõ thêm cho con ạ. Kinh Lăng Già nói gì? Nhìn thấy ánh trăng ở trong kinh Lăng Già là sao? Nhìn thấy ánh trăng trong Lăng Già giống như nhìn thấy qua xe. Con mắt thấy mặt trăng, con mắt thấy cành xe, có khác nhau đâu, thì cũng thấy thôi. Bởi vậy đó, hạo hạo Lăng Già nguyệt, long phun đậu hải chu. Chỉ nhìn thấy cái này mới đi qua được cái hải triều âm này, hải triều dương này. Chính cái này là dạy ẩn ý, ông Phật dạy. Con ông Xá Lợi, ông Ma Ha Ca Diếp nhìn thấy hoa sen ổng ngộ đạo tánh thấy. Bên kia nhìn thấy cái ánh trăng Lăng Già cũng ngộ đạo bằng tánh thấy. Nhưng mà mỗi một cái hoàn cảnh, mỗi hoàn cảnh nó khác thôi. Nhìn thấy mới độ được cái hải chu. Cái đây này, cái hải chu là cái hải triều này. Cái thế giới vật lý này ta gọi là hải chu, hải triều mới quay. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi 6, hoa tiêu có nhiệm vụ dẫn tánh Phật vô trung tâm vận hành luân hồi, nó có thêm nhiệm vụ gì nữa không? Nhiệm vụ của hoa tiêu là dẫn tánh Phật vào trung tâm vận hành luân hồi, có nhiệm vụ gì nữa không? Dẫn tiêu là thì muốn về phải có người dẫn đường thôi. Hoa tiêu là giống như mấy cái anh mà đi du lịch cầm cái cờ, đông quá cầm cái cờ nên mình đi theo cái cờ, có vậy thôi. Còn ông Phật không có cái cờ, cũng có cái hoa tiêu cũng dẫn mình đi. Nhiệm vụ hoa tiêu vậy, để khi đến ra ngoài sức hút vật lý của trái đất âm thì ông Phật mới nói chuyện được, mới dặn dò còn bao nhiêu giờ nữa mới tới, trái đất này mới quay tới mình về. Rồi nói gì ông giảng sơ sơ một cái rồi ngồi đợi, cũng như ra sân bay mà ngày chưa tới lên máy bay ngồi đó tán dốc đừng để nhấn sóc đợi lên máy bay. Nghe không? Và ra chỗ đó để ngồi đợi thì ông đó, ông vợ, ông Phật làm hoa tiêu mới nói mình cái cốc thức đi ra rồi về bển, giống như mà đi du lịch ra thì tới đó ta mới sinh hoạt mình ở du lịch nó vậy đó. Về Phật giới nó cũng vậy, cũng chỉ cho biết chứ không biết về nó bỡ ngỡ. Nghe không? Như tuy là cái truyền thiền ta đã nói rồi nhưng mà vẫn phải thực tế, về bên đó mới thực tế. Vì người chết mới được thấy hoa tiêu nha. Mà bây giờ tôi nói đó, tất cả những người mà tu đạo Phật muốn thấy hoa tiêu dễ chứ không phải khó đâu. Nhưng mà anh phải có công đức cho lớn. Mà thứ nhất, anh phải làm sao mà cái tâm được vô niệm. Mà vô niệm bằng cách thật sự bằng cái tánh Phật. Thường thường người mà kiến tánh bằng tánh Phật mới thấy được hoa tiêu. Khi cái người chết trong vòng mấy ngày thấy vừa mất cái trung ấm chân vừa xuất ra, hoa tiêu xuất hiện liền.
nếu có xuất hiện liền. Còn qua tiêu không có thì hoàn toàn không xuất hiện. Qua tiêu không có là các cái cảnh khác. Thì bởi vì trong đó dặn dò, nếu mà thấy ông Phật là rồi, thấy ông Phật là về nước Cực Lạc ở ha, còn nước tất cả như vậy. Nhưng mà cái mà nhìn thấy ông Phật nó có hai cái dạng. Ông Phật mà Thích Ca ổng đẹp và A Di Đà nó đẹp, chắc chắn là về nước Cực Lạc. Còn ông Phật mà mặc đồ xấu, chắc chắn thì về Bồng Lai Tiên Cảnh hả? Ở đâu biết không? Giờ Bồng Lai Tiên Cảnh hả? Phải chú ý, chứ không phải thấy ông Phật rải đâu. Phật thì rất nhiều Phật, chứ không phải qua tiêu, rất nhiều qua tiêu. Mà người nào, tôi nói thiệt, người nào mà có người thân chết mà được về Phật giới, mà cái trong gia đình có người tu thiền tông hoặc tu cái gì không biết, nhưng mà hiểu được cái tâm thanh tịnh mà có công đức á, thấy nhìn thấy được qua tiêu này. Còn không có, hoàn toàn không nhìn thấy được. Mấy này nó bí mật ghê lắm, chứ không phải đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Tuyệt đỉnh của thiền tông là gì? Xin bác giải thích. Tuyệt đỉnh của thiền tông là gì? Tuyệt đỉnh thiền tông là đâu có tuyệt đỉnh. Một là anh hiểu đến nơi thôi. Chứ tuyệt đỉnh là gì? Anh hiểu được công thức rõ ràng là anh về được. Cho đây nếu mà tuyệt đỉnh của thiền tông thì không có. Là mình đã hỏi về công thức, có nghĩa là thiền tông anh đã hiểu hết rồi, không có nói chưa tuyệt đỉnh. Chưa tuyệt đỉnh là nói áp dụng cho vật lý thôi. Việc lý tột đỉnh là gì? Tôi thành thánh, tôi thành thánh là tuyệt đỉnh của vật lý nha. Hoặc là tôi thành ông giảng sư, ông kỹ sư gì đó, hay là ông thần gì ông thì tuyệt đỉnh của vật lý. Còn thiền tông học thuộc công thức, không có nói tuyệt đỉnh được. Danh thế văn học này thì không gài vào trong thiền tông được. Vì thế thiền tông là nó còn bác cái tội luôn mà. Còn tuyệt đỉnh là thế gian nó mới có tội này kia đó, chứ còn thiền tông không có xài cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Có thiền gia tự xưng là Phật, là Tổ, sao con vẫn thấy có nhiều người theo họ khi thầy đã cảnh báo rồi? Như vậy là sao ạ? Người ta tôi nói rồi, tánh người. Cảnh cáo 10 lần cũng vậy, ta tánh người. Có nghĩa là anh kiến chấp nhiều, anh không bỏ được đâu. Bởi vì tại sao á, vô thiền tông này 90, trong đó nó có 50% ăn theo. Khi tiền thiền 95 người đi lợi. Thì bởi vì nãy tôi có nói là học nghề đó, học nghề kiếm tiền, học nghề âm kiếm tiền luôn. Vô thiền tông đã biết vậy rồi mà còn đi chạy, còn gieo rắc. Thì nên nhớ rằng ông Xá Lợi Phất á, thì ba đời Phật, ba trái đất. Ông này chắc năm trái đất được. Đừng có ham, muốn về gì. Mà cái này là tự nhiên thôi, muốn đi tiếp thì cứ đi, ai rầy mình. Đáng nghịch. Bởi vì ông Phật, ông nói là khi mà cái thiền tông ra đời, không thể nào tồn tại được trên trái đất này. Nó bây giờ mà dân Việt Nam mình 100 triệu, mà giờ có mấy ngàn người, mà mấy ngàn người nó còn giả 95% nữa là sao đây? Nó còn lại bao nhiêu người đâu? Thì ta nói cho mình hiểu rồi tự mình thôi. Giờ con hỏi tiếp đi. Có một Phật tử Nguyễn Duy Khánh ở Cần Thơ hỏi, làm như thế nào để được kiến tánh? Làm thế nào kiến tánh thì có công đức thì tự nó mở ra. Giống như là hỏi chứ làm sao có đèn sáng. Đốt đèn cho nhiều đi, nhưng mà đèn đừng có bôi đen, đừng có bôi màu đen thì nó sáng. Giờ làm sao? Có công đức đừng bôi đen chắc chắn kiến tánh. Có công đức bôi đen dẹp hết, không có sáng. Kiến tánh là gì? Thấy bằng tánh Phật nó mới sáng, nó xuyên qua được cái lực âm dương của trái đất này. Chứ giờ biết làm sao? Muốn thấy nội mà bây giờ ngồi không mà cứ mơ thấy kiến tánh thì thôi, 1.000 coi giờ 1.000.000 Phật ra đời chưa thấy. Không làm cái gì mà cứ ngậu mơ. Cái mơ là cái tưởng của con người, làm sao kiến tánh được đây? Có nghĩa là tự mình làm rồi tự nó thấy nó sáng. Mà một trái đất duy nhất
Không ở đây tôi bởi vì tôi nói không ai kiến tánh được đâu. Ông Phật, ông cho ông Xá Lợi Phất kiến tánh là vì ông thấy quá nhiều đi, rồi ông mới bổ siêu thần lực để cho nó tạo những cái lỗ li ti nhìn thấy giống như mình, có ống dòm ngó xuyên qua cái, xuyên qua cái thế giới vật lý này, thấy mấy giây thôi chứ đâu phải thấy hoài đâu. Còn bây giờ muốn kiến tánh thì dễ ở. Bây giờ đọc cái quyển Quyền Ký đi, biết hết rồi, nhưng mà kiến tánh trong mù, kiến tánh trong mù. Còn muốn kiến tánh về Phật giới, hồi xưa mình không biết cái tánh Phật là cái gì, ông nội ông nói này bà nói kia. Bây giờ kiến tánh Phật, Phật là bốn thứ, thấy nghe nói biết thanh tịnh. Hồi xưa có ai giảng được cái này không? Bây giờ ta giảng vậy thôi. Rồi muốn về Phật giới thì đi bằng cách nào? Ta cũng giảng hết cho mình rồi. Bây giờ mong kiến tánh làm gì? Chính cái người mà mong rồi thì coi chừng ở đây lâu hơn. Đừng có mong, cái lo tạo công đức rồi dọt. Rồi hỏi tiếp đi. Người kiến tánh thì sống như thế nào để được viên mãn? Kiến tánh hợp sống bình thường, viên mãn. Vì thế giới này đói ăn mệt ngủ, ông Trần Chân Tông dạy rồi, đói ăn mệt ngủ. Muốn đi chơi đi chơi, có vậy thôi. Có nghĩa là thế giới này, thế giới vật lý, làm cái gì cũng được, đừng phạm pháp thôi, nghe không? Nhưng mà muốn về phải có công đức. Giống như muốn đi chơi, muốn thích đi đâu cũng được, với điều kiện phải có tiền. Muốn đi cứ ngồi đó kia, muốn đi mà trong túi không có đồng, không chịu đi làm, cứ ngồi đó mơ không, không được. Thế giới thiền tông là thế giới thực tế, rõ ràng cho mình biết rằng đừng có lầm. Thứ hai, muốn cái gì phải tạo đúng cái đó. Bây giờ muốn muốn về Phật giới mà tạo phước đức hoài sao dễ. Còn muốn về Phật giới mà tạo công đức làm sao lên cực lạc được. Cái gì xài cái nấy, thế giới này cái gì xài cái nấy. Muốn làm mua cái nhà này lời quá, ngày mai mua cái khác, mua đã đời mấy chục căn rồi, giờ biểu làm sao về. Bởi giảng sanh giảng mà không được, chứ đừng nói về Phật giới. Mẹ nó cột anh cứng ngắc ở đây. Nó cột anh có 10 nhà, nó còn cột bằng 10 sợi dây xích luôn á, làm sao chạy ra đây. Nó vào cái âm ở đây thì phải chết gì theo cái nhân quả của nó. Mình phải hiểu thế giới này là thế giới nhân quả, làm cái gì thì chính cái đó. Vì thế mà mấy người cất cái chùa tôi cũng nói, tôi nói lại cái này tôi gồng tôi cất để tôi phổ biến chứ. Muốn về không? Đừng có làm gì, giúp công đức về, bằng cách gì giúp coi vậy. Bây giờ cất cái chùa rồi coi ta cho mình hoạt động không? Không cho đâu, lỡ cái chùa này nó làm cái chùa nó cho hoạt động. Cho hoạt động bây giờ muốn dẹp á, rồi làm sao có vụ cất cái chùa thứ hai. Nó không phải chuyện dễ đâu. Mà mình không hiểu thì bây giờ đời nó đâu bao nhiêu, tôi cứ lo tạo công đức chạy về, hiểu được nguyên tắc. Tất cả những người tu thiền tông mà hiểu được rồi thì nó xin lỗi, không còn mê tín dị đoan, không còn làm những cái chuyện tào lao nữa. Mà khỏe cuộc đời mình muốn đi đâu đi. Chứ còn kia hồi đó đúng 6 giờ tụng kinh nha. Mà đi ra phải chạy về cho nhanh, chạy cho nhanh, giống như con Trang hồi đó nó chạy ra làm việc nhà xong chạy nhanh, mà chạy rủi mà nó không coi đường á, nó băng qua đường xe đụng liền. Bây giờ còn đụng không, còn chạy nhanh nữa không? Rồi giờ nấu cơm nhà dơ quét, có chuyện gì phải làm cho xong, đi chơi muốn đi đâu đi, phải ru. Trần Nhân Tông nói đới ăn mệt ngủ khọ. Rồi hỏi tiếp đi. Khi sắp lâm chung, người tu theo thiền tông làm như thế nào để được về Phật giới? Bây giờ đó, trước mắt là có công đức, mà nên nhớ rằng á, mà nên nhớ một điều á, trước khi lâm chung thấy cái gì nói là cho dầm tộc với, để mà chỉnh trong 3 ngày có thể chỉnh được á. Thấy trâu dí, bò dí vào hồi trước mà giết nó nhiều quá, giờ nó dí, để là làm ơn và có bao nhiêu tiền á, quăng mua kinh sách hết đi. Mua vào kinh thiền tông á, sách thiền tông á, chứ đừng mỗi khi á, cố gắng giúp được người nào cần một công đức thưa ai. Chứ đừng có nói mà bây giờ, bởi vì trước khi cái người mà lớn tuổi chết ưa thấy cảnh là nó báo hiệu cho mình, nó cảnh cáo cho mình rồi, còn mấy ngày nữa mày đi đó, đi đâu?
Nếu mà thấy hoa tiêu hay gì rồi báo, lấy đọc lại, đọc hết nổi, kêu con cháu đọc cho kiểu, đọc cho nhiều, cho đọc cho thuộc đi. Trước khi mất phải làm cái chuyện này, thấy không? Thấy tất cả hiện tại là thì rồi chết rồi. Còn mà kêu bằng nếu mà nó âm quá thì không hiểu nổi đâu. Tu thiền tông mà nó không có gì nó âm quá, hoàn toàn không chịu nổi luôn. Thành ra lúc đó cũng hết muốn đọc luôn, hết đó cứ rao thôi. Sanh lão bệnh tử, bây giờ bắt đầu tử, mới đầu nó hành mình à. Sanh thì ra rồi, lão thì rồi, tử, bệnh thì rồi, còn tử chưa. Cái lúc cái tử nó quẩn mình dữ lắm. Bốn cái cửa ải khổ, bốn khổ mà, gọi là tứ khổ của con người. Mới vừa sanh thì mình biết rồi. Lão thì giờ chưa có ai đây, chưa có ai lão đâu. Chừng nào có nhà nước cấp cái giấy 80 tuổi mới lão. Rồi phát cho mỗi tháng mấy trăm mới rồi là lão. Còn bệnh thì phải nhà thước mổ, nhà thương nó mổ 5-7 lần mới lời bệnh. Có giấy chứng nhận đâu mà. Còn tử thì chừng nào có giấy khai tử mới là đúng. Thấy không? Cố gắng còn sống, thiền tông đã chỉ rõ, nghe từ ly từ tí theo cái này. Nhưng mà mình theo cái này đừng có theo mù, người ta cho mình hỏi tự do mà. Đừng có sợ, nếu anh sợ cái thiền tông giả thì cứ hỏi. Thiền tông giả bỏ đi qua cái khác, qua cái, bây giờ nó sáu pháp môn tu, sáu của đạo Phật muốn tu nào tu. Đạo Câu Đài cũng một pháp môn tu, đạo Thiên Chúa cũng một pháp môn tu, đạo Hỏa cũng pháp môn tu, đạo thần, đạo tiên, đạo mẫu, cái nào cũng có hết, theo ai này mình đâu, mình muốn tu gì tu, nhà nước cho tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, mình muốn tu gì tu, nhà nước đâu cấm. Nhưng mà nhà nước biểu đừng có mê tín gì đoan thôi, làm chuyện tầm bậy bạ thôi đừng có làm, đó chứ đâu hề. Nhà nước bảo, nhà nước bảo anh mở công ty, anh xây, anh sản xuất cái gì, anh bán cái gì, ghi cho rõ. Vì thế mà cái hệ thống chùa nó đúng ra đó, tất cả hệ thống đạo hoàn toàn đúng, duy nhất chỉ có đạo Phật nó sai một chút xíu thôi. Đạo Phật tiểu thừa người ta nói rất rõ, thấy không? Tất cả những đi chùa mà Khmer nó ta tu tiểu thừa ta nói rõ ràng rồi. Còn cái ông trung thừa, đại thừa, niệm Phật, còn cái ông Mật Tông cũng nói rõ. Mật Tông giờ nó có hai cái cơ sở tu, là chùa Phương Linh ở Đại Ninh, hai là chùa Tây Tạng Bình Dương, là Mật Tông ta nói rất rõ ràng. Ngày xưa chùa Xá Lợi của ông Mai Tòa Truyền chùa tu Mật Tông luôn, nhưng mà về sau này ông gỡ cái đó luôn, giờ ông để chùa không, sai chỗ đó. Rồi giờ tất cả các chùa hoàn toàn không có tu, vậy để chùa thôi, chứ không phải tu cái gì. Vì thế mà để cái chùa để người ta mới cúng tụng được. Ví dụ chùa Tuy Môn Tịnh Độ là phải tụng, thì vô đó tụng. Chùa ngồi thiền không tụng kinh được. Giống như mình ở ngoài đời, mình lập cái gì, cơ sở gì phải làm cái đó. Bây giờ rõ ràng là mấy cái người ai có buôn bán ngoài đời biết rồi. Ví dụ vô cái sạp nè, kêu bán giải nè, kêu bán kim chỉ nè, kêu bán quần áo, chứ không thể không bán tạp nhạp được. Còn nếu bán tạp nhạp gọi là hàng hóa, bán hàng hóa, thấy không? Thì muốn bán gì gọi là giống như người đời gọi là bệnh viện đa khoa nó khác, bệnh viện chuyên khoa nó khác. Đa khoa là làm gì cũng được, còn chuyên khoa răng tim phổi tèo mắt cái gì nó riêng từ ấy, chứ không phải. Mình phải hiểu thế giới này. Rồi con hỏi tiếp đi. Cũng đã tới giờ cơm trưa, xin mời quý vị tạm dừng giải đáp đi. Mấy giờ là một giờ sẽ tiếp tục giải đáp buổi chiều.